Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 54. Chỉ là hai nữ giúp việc và mấy tên vệ sĩ này, mặc dù lượng thuốc đã giảm bớt, nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, vẫn bị độc chết. Nhìn thi thể trên đất, Ngũ Ngọc Xuân khóc lóc sướt mướt. Lý A Tứ ngơ ngác đứng đấy, ngơ ngác lắng nghe, giống như nghe thấy được, lại như không nghe thấy. Vuốt ve an ủi đêm qua vẫn còn lại dư hương trên người anh ta, thân thể mềm mại kia giống như ánh trăng, chất lỏng ngọt ngào hòa với âm thanh mất hồn kia vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Lý A Tứ cảm thấy mình bị vùi vào trong một cái quan tài, không thể hô hấp được. Lần đầu yêu đương trong đời, người phụ nữ đầu tiên trong đời, vì sao lại biến thành thế này? Cuộc sống không nên giống vậy. A Tứ, Ngũ Ngọc Xuân thâm tình nhìn anh ta, thâm tình gọi. Hãy tha thứ cho tôi. Lý A Tứ đi qua, đưa tay kéo lấy cô ta, thâm tình ôm hôn. Hầu Thất Quý nhíu mày. Ông ta đồng tình với Lý A Tứ, nhưng là quản gia của nhà họ Lý, ông ta biết rõ, đồng tình rẻ mạt không có cách nào làm cho căn nhà này thịnh vượng được. Nếu như Lý A Tứ lựa chọn tha thứ cho Ngũ Ngọc Xuân, như vậy ông ta đành phải lựa chọn không tha thứ cho Lý A Tứ. Cho dù cậu Lý có thưởng thức bảo vệ nho nhỏ này thế nào, cho dù Hầu Thất Quý sẽ có nguy cơ bị của trách thậm chí đuổi khỏi căn nhà của họ Lý, ông ta cũng sẽ không chút do dự để sư phụ Vinh và ông chủ Vương ra tay. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương thấy được ánh mắt Hầu Thất Quý đưa tới, liếc nhau, đều khẽ gật đầu. Lòng bàn tay ông chủ Vương nóng bỏng hẳn lên, đao trong tay sư phụ Vinh thì trở nên lạnh hơn cả băng. A Tứ, xin lỗi, Ngũ Ngọc Xuân vừa hôn, vừa thút thít. Nước mắt chảy trên mặt Lý A Tứ, A Tứ, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Lý A Tứ ôm chặt cô ta nói, tôi tha thứ cho cô. Ngũ Ngọc Xuân nhìn anh ta giống như không tin, sau đó thân thể đột nhiên chấn động, vẻ đau đớn lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Cảm ơn cậu, A Tứ. Lý A Tứ nhẹ nhàng buông Ngũ Ngọc Xuân ra. Trước ngực Ngũ Ngọc Xuân cắm một con dao găm. Máu tươi thấm qua quần áo, chảy ra từ giữa kẽ tay Lý A Tứ. Anh ta nắm đuôi dao thật chặt, một bàn tay vuốt ve mặt Ngũ Ngọc Xuân. Ngũ Ngọc Xuân chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn nở nụ cười, chiếu vào trong mắt Lý A Tứ, cũng vĩnh viễn lưu lại trong lòng anh ta. Nước mắt tràn ra từ trong mắt Lý A Tứ, nhỏ xuống ngực Ngũ Ngọc Xuân, hòa quyện với máu. Nếu cái chết có thể cứu vãn sai lầm, cứ để máu tươi mai táng bi thương đi. Hầu Thất Quý khẽ thở dài một hơi. Ông ta biết, bắt đầu từ giờ phút này, Lý A Tứ đã trưởng thành. Thế nhưng cái giá của sự trưởng thành này lại quá lớn. Hầu Thất Quý lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Ông chủ Vương đưa tay vỗ một lưng sư phụ Vinh đang cầm đao, nháy nháy mắt với ông ta, hai người cũng đi theo sai. Hai người đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là thăm dò trước một chút, sau đó đóng cửa lại. Chỉ còn lại Lý A Tứ và thi thể, còn có Tôn Trường Hải nửa chết nửa sống. Lý A Tứ rút dao ra từ trong ngực Ngũ Ngọc Xuân, dùng áo sơ mi của mình lau sạch sẽ máu trên dao. Động tác của anh ta rất chậm, rất nhẹ nhàng, giống như đang lau thân thể của người yêu mình. Sau đó, anh ta chuyển hướng sang Tôn Trường Hải. Anh ta túm lấy tay Tôn Trường Hải, dí dao vào sát, nói, từ giờ trở đi. Cứ cách một giây tôi sẽ cắt một miếng thịt từ trên người ông, cắt bao lâu đều sẽ được quyết định bởi việc ông dùng bao lâu để nói hết chuyện tôi muốn biết cho tôi, ông nói càng nhanh, thịt trên người càng bị cắt ít đi. Chấm. Mây đen càng ngày càng dày đặc, che đậy toàn bộ vùng trời bỏ hoang. Gió từ nghẹn ngào biến thành gào rít giận dữ. Mọi người chạy trốn tán loạn, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, có người đứng lên, cũng có người bị những người khác giẫm đạp dưới chân. Cũng đứng lên không nổi nữa. Lý Dục Thần không biết mình đang ở chỗ nào, trong lòng của anh chỉ còn lại giết chóc. Thù hận khó hiểu giống như núi lửa đang im ắng mấy triệu năm, những nỗi hận cất giấu sâu trong đáy lòng đang phun ra ngoài như dung nham. Anh không biết mình hận ai, giống như có thể hận mọi thứ trên đời này. Anh không biết muốn giết ai, giống như có thể giết mọi thứ trên đời này. Có một giọng nói đang hô to ở đáy lòng anh. Giết đi, giết đi, giết bọn họ, giết tất cả, thế giới này vốn là của cậu. Bọn họ cướp đi kiếm của cậu, cướp đi quyền lực của cậu, cướp đi người yêu của cậu, cướp
cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Giết đi, để những kẻ phản bội kia, những kẻ ngụy trang đã từng phủ phục ở trước mặt cậu đều hủy diệt đi. Giết sạch tất cả, hủy diệt tất cả. Nếu có người ngăn cản cậu thì hãy giết kẻ đó. Nếu có thần ngăn cản cậu thì hãy giết thần. Như thiên đạo muốn ngăn cản cậu, hãy phá hủy thiên đạo. Cậu vốn là ma, sợ gì thiên đạo? Cậu vốn là đạo, sợ gì làm ma? Chấm. Theo những âm thanh này là những tiếng ngâm nga chú ngữ truyền đến từ chốn xa xăm. Ma chú như du hồn, chui vào thân thể của anh từng chút một. Linh hồn của anh giống như trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng cũng càng ngày càng khó khống chế. Kiếm trong tay anh đang biến mất khỏi cảm giác của anh, hòa làm một với cơ thể anh. Kiếm khí phun ra theo ý niệm của anh, loạn xạ như ánh sáng trong vũ trụ. Sát khí tràn ngập mọi nơi. Ánh sáng đỏ như máu bắn ra khắp trời. Vào khoảnh khắc này, anh đột nhiên nghe thấy trên bầu trời xa xôi truyền tới một âm thanh. Dục thần. Cơ thể Lý Dục Thần đột nhiên chấn động, động tác múa kiếm bỗng nhiên dừng lại. Sư phụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh nhìn về phía tây xa xôi, ánh mắt giống như xuyên qua vạn dặm, nhìn thấy Côn Luân đứng sừng sững trên những đám mây mênh mông, nhìn thấy đường lên trời hư vô mờ mịt, nhìn thấy Thiên Đô ở cuối đường, lơ lửng trong 9 tầng trời. Dục thần, đạo tâm kiên cố sẽ có thể trừ ma. Sư phụ, rốt cuộc con là tiên hay là ma? Tiên cũng là ma, ma cũng là tiên. Tiên ma khác biệt chỉ ở trong tim. Chỉ ở trong tim con, Lý Dục Thần thì thào nói, trong tim con có thù hận, con không bỏ xuống được, sư phụ, con nên làm cái gì? Dục thần. Gió trên vùng đất hoang vu càng lúc càng lớn, giọng nói của sư phụ càng ngày càng xa xôi, ánh sáng của Côn Luân rốt cuộc đã bị mây đen che đậy, biến mất trong tầm mắt. Lồng mây đen khóa lại bầu trời, đen kịt, không thấy ánh mặt trời được nữa. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Giết đi, hủy diệt đi, đây là thế giới cậu sáng tạo ra, lẽ ra phải do cậu tự tay hủy diệt. Ngọn lửa thù hận lại bốc lên lần nữa, sát khí lại tràn ngập một lần nữa. Hàng chục ngàn người còn đang bỏ chạy, nhưng vùng đất hoang này quá lớn, bọn họ giống như những con kiến hôi bò loạn xạ trên mặt đất mênh mông. Lý Dục Thần giơ kiếm lên, sát ý vô tận ngưng tụ trên thân kiếm. Lại một giọng nói khác vang lên. Dục thần. Lần này, giọng nói cũng không hư ảo, cũng không xa xôi, mà là gần ở bên người. Lý Dục Thần quay đầu, trông thấy ánh mắt rõ ràng của Lâm Mộng Đình. Mộng Đình. Dục thần. Chờ anh giết sạch đám sâu kiến này rồi đưa em về nhà. Anh giơ cao kiếm trong tay, kiếm quang đột nhiên bộc phát. Dục thần, đừng mà. Lâm Mộng Đình khó khăn giơ một bàn tay lên muốn kéo lấy Lý Dục Thần, lại bị kiếm phong đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây cột phía sau ầm một tiếng. Khuôn mặt Lý Dục Thần vặn vẹo hẳn lên, ánh mắt kiên nghị như thần giáng lâm, nhìn xuống tất cả. Đúng lúc này, một tiếng chú ngữ vang lên. Anh kêu a một tiếng thảm thiết, ngã trên mặt đất, đau đớn ôm lấy chân của mình. Lâm Mộng Đình trông thấy anh đau đớn như vậy thì rơi nước mắt. Nhưng cô vẫn không dừng niệm chú. Lý Dục Thần lăn lộn trên tế đàn. Trong cơn đau đớn kịch liệt sâu đến tận xương tủy và linh hồn, cuối cùng ma tâm đã bị ép xuống. Mà khi ma tâm của anh biến mất, một chút thần trí tỉnh táo của Lâm Mộng Đình cũng đã biến mất, lại biến thành dáng vẻ ngốc nghếch. Chú ngữ dừng lại, đau đớn biến mất. Lý Dục Thần ngồi trên tế đàn thở hổn hển. Đám người phía tây vẫn còn đang bỏ chạy. Anh nhìn mấy chục ngàn người thờ phụng vu giáo nguyên thủy này đang kêu la chạy trốn trên vùng đất hoang vu. Đám mây trên tế đàn đột nhiên biến thành một cái phễu khổng lồ. Lý Dục Thần cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút, không để ý đến thể xác tinh thần mệt mỏi mà lập tức chạy đi, vọt tới bên cạnh cây cột, ôm lấy Lâm Mộng Đình. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ vùng đất hoang vu đều sụp đổ. Một tia sét thô to đột nhiên giáng xuống, đánh vào trên cây cột. Cây cột hóa thành tro tàn trong nháy mắt, cả tế đàn sụp đổ ầm ầm. Lý Dục Thần ôm Lâm Mộng Đình, rơi xuống từ trên không trung. Anh còn chưa rơi xuống đất, tia sét thứ hai đã giáng xuống, nện lên trên lưng Lý Dục Thần.
Tiếp theo là tia sét thứ ba, thứ tư. Lượt lôi kiếp thứ hai cuối cùng đã đến vào giờ phút này. Nhưng mà thời điểm nó tới quá đúng lúc. Vừa mới gặp kiếp tâm ma, anh đang đứng ở trong tình trạng thể xác tinh thần mỏi mệt, mà dưới thân còn có Lâm Mộng Đình. Anh chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, dùng thân thể cản trở, nếu không bất kỳ tia sét nào cũng có thể khiến Lâm Mộng Đình lập tức hồn phi phách tán. Chấm. Đám người đang bỏ chạy trên hoang dã bỗng nhiên ngừng lại. Cảnh tượng rung động này khiến bọn họ rốt cuộc không nhấc nổi bước chân nữa. Từng tia sét rơi xuống, từng tiếng sấm nổ vang. Giống như tận thế tiến đến. Bọn họ trông thấy mỗi một lần tia sét sáng lên, có một bóng người từ đầu đến cuối vẫn đứng trong ánh sáng chói loa đó. Có người quỳ xuống, thành kính hô to, thần, là thần, anh ta là thần. Người bên cạnh cũng quỳ xuống, hô to, thần của tôi. Hành động này giống như có thể lây nhiễm, mọi người không ngừng ngã quỳ xuống đất như những cơn sóng. Mấy chục ngàn người cùng quỳ xuống, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Trên vùng đất hoang dã rộng lớn này có một tế đàn đổ sụp, trên trời là một đám mây màu đen như cái phễu khổng lồ, từng tia sét rơi xuống như mưa, xung quanh là vô số người đang quỳ. Sấm sét kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Mọi người cũng quỳ một ngày một đêm. Lúc mọi người ngẩng đầu lên lần nữa, một mặt trời đỏ đang chậm rãi dâng lên từ đông phương xa xôi. Bọn họ đứng lặng hồi lâu trong ánh mặt trời mọc, an tĩnh như những bức tượng trên vùng đất bỏ hoang, giống như đang sợ kinh động đến thần giáng lâm xuống nhân gian. Hồi lâu sau, có người dũng cảm bắt đầu đi về phía tế đàn phương. Anh ta đi mấy bước, liền quỳ xuống dập đầu một cái, đi được mấy bước lại quỳ xuống dập đầu, thành kính giống như sứ đồ đi bái lại thần thánh. Người phía sau cũng giống như anh ta, quỳ lạy lấy tiến lên. Biển người chậm rãi nhúc nhích, mang theo tấm lòng thành kính với thần. Tế đàn đã sớm biến mất, chỉ có một vùng đất cháy đen sau khi bị sấm sét gột rửa. Mọi người trông thấy trong vùng đất đó có một người đàn ông đang đứng, dáng người đẹp đẽ như tạc tượng, trên da tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh. Trong lòng anh đang ôm một người phụ nữ, dáng người uyển chuyển như tiên nữ trong tranh. Làn da cũng lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Hai người đứng trên mảnh đất cháy đen không nhúc nhích. Nhìn qua giống như một tác phẩm tượng thần cổ xưa mà một nhà điêu khắc nào đó đã để lại trên vùng đất hoang vu. Mọi người lại quỳ xuống lần nữa, cúi rạp đầu xuống đất. Nếu như trên đời có thần, chỉ sợ đây chính là vị thần chân thật đầu tiên và duy nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. Khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông và người phụ nữ đều đã biến mất. Chỉ còn lại mặt đất cháy đen. Chấm. Vượt qua tầng 2 lôi kiếp, thật ra Lý Dục Thần đã có thể không cần dựa vào pháp khí để bay lên trời. Anh ôm lấy Lâm Mộng Đình, nhẹ nhàng rơi xuống sân căn nhà của họ Lý, bay vào trong phòng, không làm kinh động bất cứ người nào. Anh đặt Lâm Mộng Đình lên trên giường. Vết thương trên người Lâm Mộng Đình đã biến mất. Làn da còn trơn bóng mịn màng hơn lúc trước, từ trong ra ngoài còn thẩm thấu ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Đây là kim quang pháp tướng mà thân xác độ kiếp mới có. Tầng 2 lôi kiếp đột nhiên tiến đến khiến Lý Dục Thần trở tay không kịp, vì để bảo vệ Lâm Mộng Đình, anh đã gần như dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng khi lần thiên lôi cuối cùng rơi xuống, Lý Dục Thần đã rơi vào tình trạng kiệt sức, pháp lực khô kiệt. Dưới tình thế cấp bách, anh lấy lá cờ U Minh Quỷ mà mình lấy được từ trong huyệt mộ của Quỷ Vương, quấn lấy Lâm Mộng Đình, cuối cùng mới bình an vượt qua. Lâm Mộng Đình được dư âm thiên lôi tẩy luyện thể xác tinh thần, tương đương với việc thân thể tái tạo lại một lần, xem như vượt qua nửa lôi kiếp, vào cảnh giới nửa bước tiên thiên. Máu của cô đã bị rút sạch lúc tế tự, lại trải qua lôi kiếp tẩy luyện, ma khí bị loại bỏ, máu trước ngực cũng đã biến mất. Đây cũng là trong cái rủi có cái may. Đáng tiếc là hồn phách của cô đã mất đi hơn nửa, bây giờ ánh mắt cô đờ đẫn, không khác gì người thực vật. Thỉnh thoảng tàn hồn tỉnh lại, cô mới tỉnh táo một lát. Lý Dục Thần giúp Lâm Mộng Đình mặc quần áo tử tế, sau đó bắt đầu ngồi xuống ở trong phòng, tiêu hóa lực lượng lôi kiếp. Ánh sáng trên người anh dần dần tiêu tán, anh lại về tới bộ dáng lúc trước. Anh phun ra một hơi thật dài, đứng lên. Việc khẩn cấp bây giờ là tìm được hồn phách bị cướp đi của Lâm Mộng Đình. Việc phu giả dùng pháp thuật lấy người sống để tế trời xưa nay đều có,
nhưng có rất ít người cướp hồn phách của người khác. Nếu đã đoạt hồn, chắc chắn là phải dùng đến hồn phách đó. Nhớ tới Lữ Hiền, còn có những dân chúng mù quáng chờ mong thần giáng xuống, việc này rất có thể là muốn mượn xác hoàn hồn, thần linh nào đó mà bọn họ nói tới đang ngủ say ở một nơi nào đó, có lẽ lúc này đang mượn hồn của Lâm Mộng Đình để tỉnh lại. Lữ Hiền là một trong ngũ sứ ma môn, bởi vậy Lý Dục Thần liền liên tưởng đến Đạm Đài Ngọc cùng với quỷ vương ngủ say trong cung điện dưới lòng đất. Không phải Đạm Đài Ngọc cũng muốn làm quỷ vương tỉnh lại sao? Như vậy, Lữ Hiền mượn hồn phách của Lâm Mộng Đình, liệu có phải cũng là muốn làm một nhân vật quan trọng nào đó của ma giáo tỉnh lại giống như quỷ vương hay không? Trong máu của Lâm Mộng Đình có khí thiên ma mà Lý Dục Thần truyền qua, chính là thứ Lữ Hiền cần có. Nếu như vậy, chắc chắn ở một nơi bí ẩn nào đó đang có một nhân vật quan trọng nào đó của ma giáo ở thời đại huy hoàng đang ngủ say giống như quỷ vương. Chỉ cần tìm được người này, có lẽ sẽ có thể tìm lại được hồn phách của Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần đi ra khỏi phòng, gọi hết người trong căn nhà của họ Lý tới. Thật ra cũng chỉ có vài người, Hầu Thất Quý, Sư Phụ Vinh và ông chủ Vương, còn có Ân Oanh vừa tới đã trải qua vụ việc đại biến của nhà họ Lý lần này. Bọn họ thấy Lý Dục Thần trở về, lại biết Lâm Mộng Đình cũng không có việc gì thì vừa mừng vừa sợ. Nước mắt tuôn đầy mặt Hầu Thất Quý, suýt nữa thì nghẹn ngào khóc giống. Lần này sợ bóng sợ gió, quả thực đã khiến ông ta bị dọa sợ. Bộ xương già này mới nhờ cậy được nhà họ Lý mấy ngày, vậy mà đã gặp phải việc lớn như thế rồi. Hầu Thất Quý quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần, hổ thẹn nói, cậu Lý, Hầu Mỗ không biết quản người, không biết nhìn người. Hổ thẹn với sự tín nhiệm của cậu chủ, không còn mặt mũi ngồi ở vị trí quản gia nữa. Lý Dục Thần đỡ ông ta lên, nói, lão Hầu, chuyện này không thể trách ông được, là tôi chủ quan. Anh lại hỏi, Lý A Tứ đâu? A Tứ đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Hầu Thất Quý liền nói chuyện Lý A Tứ giết Ngũ Ngọc Xuân ra. Cậu chủ, A Tứ có lỗi, nhưng không thể chỉ trách một mình cậu ta được. Tôi thấy lần này cậu ta quá đau buồn, lòng như cho nguội, chỉ sợ cậu ta. Lý Dục Thần thở dài, nói, đây là kiếp số của chính anh ta, có thể vượt qua hay không thì phải xem bản thân anh ta. Hầu Thất Quý gật đầu, không còn nói về Lý A Tứ nữa. Lý Dục Thần kiểm tra thân thể của bọn họ một lần, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại thì lại cho bọn họ mấy viên đan dược, bảo bọn họ dùng đúng hạn. Sau đó, anh bảo Hầu Thất Quý đi mua cho mình và Lâm Mộng Đình một chiếc điện thoại. Sau lần lôi kiếp này, đồ đạc trên người hai người đều đã hóa thành cho bụi. Hầu Thất Quý nghe vậy, rất nhanh đã làm xong cho anh. Lý Dục Thần lập tức gọi điện cho Hướng Vãn Tình, muốn hỏi xem cô ấy có nghe nói về một vị thần tên là Ô Mộc Thiếp hay không. Nhưng lại không liên lạc được với Hướng Vãn Tình. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn ở Nam Dương? Trong lòng Lý Dục Thần hơi có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy mình lo lắng dư thừa. Lấy thực lực của Hướng sư tỷ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc hẳn là không có tín hiệu. Nhưng đến ngày hôm sau, anh vẫn không thể liên hệ với Hướng Vãn Tình. Lý Dục Thần rốt cuộc cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền dùng thanh điểu đưa tin tới Thiên Đô, thuận tiện hỏi chuyện về Ô Mộc Thiếp. Chấm. 3 ngày sau, Lý A Tứ trở về. Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trở về theo anh ta còn có một đứa bé mười mấy tuổi, nhìn tuổi tác thì nhỏ hơn Lâm Vân một chút. Lý A Tứ thấy Lý Dục Thần trở về, trong đôi mắt nặng nề liền có ánh sáng, nhưng khi anh ta nhìn thấy Lâm Mộng Đình ngốc nghếch thì lại phai nhạt xuống. Đứa nhỏ này từ đâu ra vậy? Hầu Thất Quý nhìn đứa bé sau lưng Lý A Tứ, hỏi. Em trai của Ngọc Xuân, Lý A Tứ nói. Là em gái, đứa bé sửa lại. Em trai, Lý A Tứ kiên trì nói. Em gái, đứa bé có vẻ còn kiên trì hơn anh ta. Ngọc Xuân đã nói em là em trai, Lý A Tứ nói. Đó là bởi vì bố mẹ em muốn có một đứa con trai, từ nhỏ đã nuôi em như một thằng con trai, thật ra em là nữ, không tin em cởi quần áo ra cho anh xem. Đứa bé nói xong liền muốn cởi quần áo. Hầu Thất Quý vội vàng ngăn cản. Mặc dù là trẻ con, nhưng cũng đã 15 tuổi, thật ra là đã trưởng thành. Cháu tên gì? Hầu Thất Quý hỏi. Ngũ Ngọc Kỳ, đứa bé nói. Hầu Thất Quý gật đầu,
sau đó nhìn về phía Lý A Tứ, hỏi Lý A Tứ đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn đưa đứa bé này đến đây. Lý A Tứ nói, không phải tôi đưa con bé tới, là tự nó đi theo. Ngũ Ngọc Kỳ nói, anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngũ Ngọc Kỳ, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lý A Tứ. Nếu là trước kia, chắc chắn Lý A Tứ sẽ lúng túng không biết làm gì, nhưng bây giờ Lý A Tứ từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì, trong ánh mắt cũng không có chút gợn sóng nào. Anh chưa bao giờ nói thế, Lý A Tứ nói. Anh đã nói, Ngũ Ngọc Kỳ kiên trì nói, lúc anh cứu nhà em ra, anh đã nói sẽ chăm sóc người nhà em. Anh đã đưa cả nhà em về quê, cũng cho tiền đủ để ba người sống sung túc rồi, Lý A Tứ nói. Nhưng mà chị em đã chết, Ngũ Ngọc Kỳ nói. Trên mặt Lý A Tứ hiện lên vẻ đau đớn khó có thể nhận ra. Em biết anh là ai, anh là bạn trai của chị em, anh tên là Lý A Tứ. Ngũ Ngọc Kỳ nói, chỉ có loại người tham tiền như bố mẹ em mới có thể nhìn thấy mấy đồng tiền liền tin tưởng chuyện ma quỷ mà anh nói. Cái gì mà chị em đã ra nước ngoài mà còn không thèm gọi điện sao? Chắc chắn là chị em đã chết rồi, đúng không? Chị ấy bị tên ác ma họ Tôn kia hại chết, đúng không? Chị em đúng là ngốc, lúc trước đáng lẽ ra không nên đồng ý với tên họ Tôn. Ác ma kia đã để cả nhà em nhìn thấy dáng vẻ, thậm chí còn nói cả tên cho nhà em biết, làm sao có thể bỏ qua cho nhà em được. Tội phạm bắt cóc trên TV đều bịt mặt, phàm là lộ mặt, nhất định sẽ giết con tin. Lời của Ngũ Ngọc Kỳ khiến đám người ở đây vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Một đứa bé lớn lên ở nông thôn lại có thể có suy nghĩ như vậy đúng là không dễ dàng. Lúc đó cháu không sợ à, ông chủ Vương tò mò hỏi. Sợ, nhưng có thể làm gì được, cái gì nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, Ngũ Ngọc Kỳ nói. Lý A Tứ nói, em còn nhỏ. Ngũ Ngọc Kỳ nói, em nhỏ chỗ nào, anh và chị em từ lúc học tiểu học đã yêu nhau rồi đúng không, nếu không tại sao chị em vừa đến thủ đô. Hai người đã yêu đương thắm thiết rồi. Lý A Tứ bị Ngũ Ngọc Kỳ làm nghẹn họng nói không ra lời. Cháu chạy đến đây như vậy, bố mẹ cháu không lo lắng sao, sư phụ Vinh hỏi. Bọn họ chỉ thích con trai, có bản lĩnh thì sinh thêm một đứa nữa đi, cháu không muốn tiếp tục làm con trai cho bọn họ nữa. Cháu muốn làm con gái. Một tiếng làm con gái được nói ra từ miệng của một cô bé ăn mặc như con trai khiến mọi người đều cảm thấy là lạ. Vậy cháu định làm như thế nào? Không biết, dù sao cháu sẽ đi theo anh ta, Ngũ Ngọc Kỳ chỉ Lý A Tứ, anh ta phải thay thế chị cháu, chăm sóc cháu cả một đời. Lý A Tứ nói, anh chỉ là bảo vệ, nếu em đi theo anh, đừng nghĩ đến việc làm con gái, chỉ có thể làm bảo vệ thôi. Sau đó anh ta khẽ khom người với Lý Dục Thần, cậu chủ, tôi đi trực. Nói rồi không tiếp tục để ý đến Ngũ Ngọc Kỳ nữa mà đi thay quần áo. Sau đó ra cửa trực ban. Ngũ Ngọc Kỳ ngẩn người, đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Hầu Thất Quý nhìn về phía Lý Dục Thần, loại chuyện này, quản gia như ông ta cũng không tiện quyết định. Huống chi vừa mới xảy ra chuyện của Ngũ Ngọc Xuân. Lý Dục Thần thở dài, nói, trên đời này đúng là có lắm cảnh ngộ khác nhau. Có đôi khi, bắt đầu tốt đẹp, kết cục chưa chắc đã tốt, có đôi khi, nhìn có vẻ phiền phức, cuối cùng chưa chắc đã là không tốt. Hầu Thất Quý sửng sốt một chút, sau khi ngẫm nghĩ lại lời này liền nói, cậu chủ, sao tôi lại có cảm giác cảnh giới của cậu hình như đã cao hơn. Lý Dục Thần cười nói, ánh mắt không tệ, lão Hầu là phúc tướng, có muốn lại theo tôi đi đánh quỷ vương một lần nữa không? Lý A Tứ đứng ở cửa chính căn nhà của họ Lý, có chút bất đắc dĩ nhìn Ngũ Ngọc Kỳ phía đối diện. Ngũ Ngọc Kỳ đã thay trang phục bảo vệ, đứng ngay ngắn nhìn về phía Lý A Tứ. Còn cố ý hếch khuôn mặt nhỏ lên, mang trên mặt mấy phần đắc ý. Trang phục này là Ân Oanh mua cho cô bé, là đồng phục nữ bảo vệ kiểu mới nhất. Cuối cùng cô bé cũng đã được trở về làm con gái, đồng phục bảo vệ đã giữ lại khí thế hiên ngang của cô bé khi được nuôi như con trai từ bé, lại thể hiện ra dáng vẻ trưởng thành xinh đẹp của cô. Hai ngày nay Lý A Tứ đi tới chỗ nào, Ngũ Ngọc Kỳ đều theo tới chỗ đó. Lý A Tứ làm bảo vệ. Ngũ Ngọc Kỳ cũng làm bảo vệ, Lý A Tứ luyện công, Ngũ Ngọc Kỳ cũng đi theo luyện công, ngay cả chỗ ở, Ngũ Ngọc Kỳ cũng từ chối ở cùng với Ân Oanh, mà chuyển đến bên cạnh Lý A Tứ.
Hầu Thất Quý lại tuyển thêm mấy người làm thuê, sư phụ Vinh cũng chọn lấy mấy cao thủ trong Vinh môn đến căn nhà của họ Lý, ngoại trừ để giúp mình thì cũng làm phong phú đội ngũ bảo vệ của ông chủ Vương. Công trình sửa nhà lại có thể tiếp tục. Căn nhà của họ Lý lại khôi phục mấy phần sức sống. Ngày hôm đó, Thanh Điểu bay trở về. Đi cùng Thanh Điểu còn có đệ tử Thiên Đô Đỗ Thanh Hôi. Thập Tam Sư Huynh, Lý Dục Thần nhìn thấy Đỗ Thanh Hôi thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu sư đệ, thế mà em đã vượt qua hai lượt thiên kiếp, việc tăng cảnh giới này thật sự là ngoài dự đoán, Đỗ Thanh Hôi tán dương, sư phụ nói em chỉ cần vào tiên thiên sẽ là người đầu tiên trong vòng 500 năm qua, bọn anh vốn dĩ còn cảm thấy không phục, ít nhất em không có khả năng vượt qua nhị sư huynh. Nhưng bây giờ xem ra, lấy tiến độ này của em, sau này chưa chắc đã không thể đạt tới thành tựu của nhị sư huynh. Từ lần trước sau khi nghe Hướng Vãn Tình nói về việc Minh Vương lên núi và nhị sư huynh một mình xuống biển đi tìm Minh Vương, anh đã cảm thấy vô cùng hứng thú với nhị sư huynh rồi. Thập Tam sư huynh, lúc nhị sư huynh bằng tuổi em, không phải cũng đã trải qua hai lần thiên kiếp đấy chứ? Đỗ Thanh Hồi cười nói, lúc nhị sư huynh bằng tuổi em, đừng nói hai lần thiên kiếp, ngay cả tiên thiên cũng chưa đạt đến đâu. Nếu không sao sư phụ có thể nói ở tầm tuổi em mà đã vào tiên thiên. Chính là người đầu tiên trong vòng 500 năm qua chứ. Thế nhưng nhị sư huynh lợi hại như vậy. Tình huống của nhị sư huynh rất đặc biệt, anh nhập môn muộn, cũng không biết rõ lắm, Đỗ Thanh Hôi nói, nghe nói thời gian anh ấy nhập môn trúc cơ cực kỳ dài, chỉ riêng việc thay da đổi thịt đã mất đến 100 năm rồi. Lý Dục Thần vô cùng ngạc nhiên, 100 năm mới thay da đổi thịt, như vậy cũng không mạnh hơn xương cốt phàm thai là bao. Vậy tại sao về sau nhị sư huynh lại trở nên lợi hại như vậy? Điều này sợ rằng chỉ có thể đến hỏi sư phụ, ngay cả đại sư huynh còn không giải thích được. Chỉ biết là lần thiên kiếp đầu tiên của anh ấy đã gặp cửu thiên thần lôi, cường độ mạnh hơn những người khác rất nhiều. Lý Dục Thần trợn tròn mắt. Kiếp mạnh hơn, mình còn vừa mới bị lôi kiếp lần hai bổ đến mức suýt nữa ngay cả mình là ai cũng không biết kìa. Cho nên những lần lôi kiếp sau đó của nhị sư huynh vô cùng dễ dàng, trong vòng trăm năm anh ấy đã vượt qua 5 lần độ kiếp, nếu tiếp tục sẽ đuổi kịp đại sư huynh. Đến khi đại sư huynh lên tầng thứ 6, nhị sư huynh đã leo lên tầng 7. Sư phụ nói, nếu không phải anh ấy si mê với kiếm đạo, nhất định sẽ kế thừa kiếm ý đi vào đại đạo, bây giờ nói không chừng đã ở tầng kiếp thứ 9 rồi. Lý Dục Thần nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Nhị sư huynh cũng quá biến thái đi. Trước kia lúc ở Thiên Đô tại sao em rất ít khi nghe người ta nhắc đến vậy? Đó là bởi vì thời gian em ở Thiên Đô quá ngắn, Đỗ Thanh Hôi cười nói, bọn anh đều lấy trăm năm làm đơn vị, tên nhóc em mới ở Thiên Đô 13 năm đã xuống núi. Nhị sư huynh là đệ tử sư phụ yêu nhất, cũng là có hy vọng kế thừa y bát của sư phụ nhất. Nhưng sau khi anh ấy si mê kiếm đạo liền đi lệch đường. Mặc dù Thiên Đô có kiếm trận vạn tiên, lấy kiếm khí trấn nhiếp quần ma. Nhưng sư phụ nói, đại đạo chân chính không được hình thành bởi mỗi khí, tu luyện càng về sau thì cần quên đi tất cả chấp niệm, bao gồm cả kiếm của bản thân. Nhưng nhị sư huynh lại xem thường, anh ấy muốn lấy kiếm vào đại đạo, chẳng những đi ngược lại lời dạy của sư phụ, còn thường xuyên rời khỏi Thiên Đô, đi nơi khác cầu đạo ngộ đạo. Mọi người sợ sư phụ buồn bã, cho nên chưa bao giờ nhắc đến anh ấy trước mặt sư phụ. Thì ra là thế. Lý Dục Thần cảm thấy rất đáng tiếc. Thiên tài như thế, làm sao lại chui vào rúc vào sừng châu, rời bỏ sư phụ chứ? Thế nhưng anh lại rất bội phục nhị sư huynh, vốn dĩ có một con đường tiền đồ tươi sáng ở trước mặt anh ta, chỉ cần làm theo từng bước, tương lai sẽ có thể kế thừa y bát của sư phụ, trở thành chủ nhân Thiên Đô, vạn tiên triều thánh. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại từ bỏ tất cả, muốn đi theo con đường của mình, điều này cần dũng khí và quyết tâm rất lớn. Đỗ Thanh Hôi cười nói, đừng nói đến nhị sư huynh nữa, anh thấy em cũng là tiểu biến thái đấy, ở Thiên Đô 13 năm, xuống núi cũng không đến một năm đi, vậy mà đã trải qua hai lần lôi kiếp. Anh ở Thiên Đô hơn 100 năm, đến bây giờ lôi kiếp lần 3 còn chưa tới. Hai, so sánh với nhau làm người ta tức chết mà. Sư huynh quá khen, Lý Dục Thần nói, à đúng rồi, Hướng sư tỷ có về Thiên Đô không? Đỗ Thanh Hôi thu hồi nụ cười. Lắc đầu nói, không, bọn anh cũng không liên lạc được với cô ấy, cho nên anh mới phụng lệnh xuống núi. Tin tức cuối cùng mà cô ấy truyền về là ở Nam Dương, anh sẽ đi Nam Dương một chuyến.
Anh ta nói rồi lấy ra một đoạn vải gấm giống như lông, em hỏi ở trong thư là trong kho tàng thiên đô có thứ như đuôi con chiết hay không, anh đã đi tìm, không có đuôi chiết, nhưng mà tìm được cái đuôi chồn vạn năm này, em xem có thể dùng được không? Đuôi chồn vạn năm. Lý Dục Thần nhận lấy, đặt ở trong tay vuốt ve, cảm nhận được khí tức trong đó. Khi còn sống con chồn yêu này chắc hẳn đã rất có thành tựu, đạo hạnh tuyệt đối không thấp. Cái đuôi của nó được thiên đô luyện hóa, còn chưa gia công thành pháp khí, xem như bán thành phẩm, ngược lại vừa vặn có thể nối liền cho Hoàng Đại Sơn. Có thể sử dụng, chỉ là quá hời cho tên kia rồi. Có thể sử dụng là được, Đỗ Thanh Hôi nói, đi xem em dâu trước đã. Lý Dục Thần liền dẫn anh ta đi xem Lâm Mộng Đình. Đỗ Thanh Hôi kiểm tra một lát, lắc đầu, nói, nếu như lúc đó em không gặp lôi kiếp, dựa vào nơi bọn họ lập đàn dùng vu pháp hẳn là có thể tìm ra dấu vết hướng đi của hồn phách. Bây giờ chịu hàng chục ngàn tia sét tẩy luyện, chắc chắn đã không còn một chút dấu vết nào cả, muốn tìm lại hồn phách của cô ấy sẽ rất khó khăn. Lý Dục Thần khẩn cầu, sư huynh, còn có biện pháp nào khác không? Đỗ Thanh Hôi nói, chỉ có thể đi tìm chủ thể mượn hồn thôi. Ở thiên đô có ghi chép nào về cái tên Ô Mộc Thiếp này không? Có phải là một trong năm đường chủ của ma giáo năm đó không? Lý Dục Thần hỏi. Đúng là có cái tên Ô Mộc Thiếp, nhưng không phải đường chủ ma giáo, Đỗ Thanh Hôi nói, Ô Mộc Thiếp là một nữ vu rất cổ xưa, được rất nhiều bộ lạc cổ xưa coi là nữ thần, bà ta cũng là một trong những chủ thần của đạo Tát Mãn. Nếu như bà ta cũng là người trong ma giáo, địa vị nhất định sẽ cao hơn đường chủ rất nhiều. Anh không thể chứng thực được điều này, bởi vì quá mức cổ xưa, chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng chưa chắc đã biết. Lý Dục Thần có chút thất vọng, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Đỗ Thanh Hôi an ủi, sư đệ cũng không cần lo lắng, lần này anh đến Nam Dương, nói không chừng có thể tra được manh mối. Ô Mộc Thiếp ở Nam Dương, không có khả năng, nếu như đang ở Nam Dương, làm sao bọn họ có thể lập tế đàn ở Mạc Bắc được? Em nói đúng, đương nhiên Ô Mộc Thiếp không ở Nam Dương. Nhưng môn chủ Huyền Hàng Môn ở Nam Dương, thần nữ của Đại Mã Fatima có chút nguồn gốc liên quan đến bà ta. Trước khi Fatima trở thành thần nữ Đại Mã đã được xưng là nữ vu Tùng Lâm, bà ta và Ô Mộc Thiếp đều thuộc về mạch nữ vu Linh Lung. Nữ vu Linh Lung. Lý Dục Thần luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã nghe được ở nơi nào. Anh đột nhiên nhớ tới, lúc Minh Phó nói mẹ anh bị giam giữ ở cửu U đã từng nhắc đến mấy địa danh, biển Trầm Quang, núi Vô Cấu, đảo Linh Lung. Đỗ Thanh Hôi nói, Linh Lung nữ vu là nữ vu cổ xưa nhất, cũng là đầu nguồn vu thuật. Tương truyền bà ta ở đảo Linh Lung thế giới biển, Minh Vương ở biển Trầm Quang, Quang Minh Vương ở núi Vô Cấu đều từng là tùy tùng của thiên ma. Gần đây ma khí ở thế giới bên ngoài đang dần dần nặng hơn, biển Trầm Quang sóng ngầm phun trào, phù quang chấp động ở núi Vô Cấu, có lẽ đảo Linh Lung cũng có thể sẽ có dị động. Thiên ma có điểm báo trùng sinh, sư phụ trấn thủ kiếm trận vạn tiên, đệ tử thiên đô cũng không được tùy tiện xuống núi, cho nên lần này chỉ có một mình anh đi tìm hướng sư muội. Sư huynh, em sẽ đi Nam Dương cùng anh, em hành tẩu trên thế gian, có thân phận thế gian, tương đối thuận tiện, Lý Dục Thần nói. Đỗ Thanh Hồi ngẫm nghĩ, gật đầu nói, cũng được, nhưng chúng ta không nên hành động cùng nhau, giữ liên lạc là đủ. Anh sẽ đi trước, em chuẩn bị một chút, cứ lấy thân phận thế gian của em đi là được. Lý Dục Thần đi vào miếu Hoàng Đại Thiên. Anh nhìn thoáng qua cái bàn trống không ở cửa chính, nói với tượng thần Đại Thiên, hôm nay tiên cô không tới làm à? Tôi cho cô ta nghỉ rồi, trong tượng thần truyền ra giọng nói ồm ồm của Hoàng Đại Sơn. Vì sao lại nghỉ? Không có cái đuôi, không đẹp trai, tôi không muốn để cô ta nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ. À đúng rồi cậu chủ, cậu có tìm được cái đuôi của tôi không? Không tìm được, Lý Dục Thần nói, tôi lỡ tay đánh chết tên kia, ngay cả cặn bã cũng không còn. Hả, cậu chủ, cậu đã đồng ý sẽ tìm đuôi giúp tôi mà, làm sao lại, Hoàng Đại Sơn oán giận, trong giọng nói tràn đầy thương tâm buồn bã. Hai, đây chính là số mệnh mà. Ông là một con chiết thành tinh mà cũng biết chấp nhận số phận sao, Lý Dục Thần cười nói. Không phải chấp nhận số phận, là nghe theo sự an bài của vận mệnh, Hoàng Đại Sơn thở dài một tiếng. Hai, không có việc gì, không có việc gì, cậu chủ, tôi không trách cậu, cùng lắm thì bế quan 20 năm,
20 năm sau sẽ lại có cái đuôi khác thôi. Bế quan 20 năm, khó mà làm được, Lý Dục Thần nói, ông mà bế quan, trách nhiệm bảo vệ nhà họ Lý phải giao cho ai làm. Tôi sắp phải rời khỏi thủ đô rồi, về sau sự an toàn của nơi này sẽ phải nhờ ông đấy. Hoàng Đại Sơn nói, cậu chủ, cậu hãy tha cho tôi đi. Tôi đã không còn đuôi, chưa nói đến việc có đẹp trai hay không, đạo hạnh đã tổn thất hơn nửa. Mọi người thường nói một câu là một đêm trở lại trước giải phóng, bọn họ chỉ nói chơi thôi, nhưng tôi thì thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng mà. Cậu chủ, cậu vẫn nên mời cao nhân khác đi, dù sao tôi cũng không thể đi ra ngoài chơi nữa, ít nhất trong vòng mười mấy 20 năm, tôi sẽ không ra khỏi cái cửa miếu này nửa bước đâu. Lý Dục Thần gật đầu một cái nói, cũng được, hương hỏa nhân gian có thể giúp ông khôi phục nhanh chóng. Lúc đầu tôi muốn đưa ông đi thăm bạn bè ở phương Nam của tôi, ông có thể trao đổi một số điều tâm đắc của yêu tu với Bạch Kinh Kinh. Nhưng nếu đã như vậy, ông cứ đợi ở đây đi, tôi về thành phố Hòa trước. Nói rồi anh quay người muốn đi. Bỗng nhiên có một luồng sáng vàng xuất hiện, nhảy ra từ bên trong tượng thần Đại Tiên, rơi lên vai Lý Dục Thần vèo một cái. Hoàng Đại Sơn cua cái móng nhỏ, nháy mắt ra hiệu, ở trong này thì có cái gì chứ? Thật ra cũng có thể không cần bế quan, cậu chủ, cậu ra chợ bán lông mua cho tôi cái đuôi giả lắp vào cũng được. Giả thì làm được cái gì, Lý Dục Thần hỏi. Hoàng Đại Sơn híp đôi mắt nhỏ, chọc đầu đội tóc giả đẹp trai là được rồi. Lý Dục Thần bật cười, túm lấy Hoàng Đại Sơn từ trên vai, đặt lên cái bàn bên cạnh, nói, tôi không có đuôi giả, nhưng mà lại có một cái đuôi chồn thật, gắn đuôi chồn cho ông vậy. Đuôi chồn. Hoàng Đại Sơn sửng sốt một chút, khinh thường nói, thôi đi, đuôi chồn có cái gì tốt. Nối đuôi chồn cho chó, tôi không muốn đuôi chồn, khó coi chết đi được. Lý Dục Thần nói, ông sống mấy trăm năm, không thể chỉ ở trong miếu hưởng thụ hương hỏa được, không có việc gì thì hãy đọc sách đi. Bạch Kinh Kinh ở Ngô Đồng Cư, ngoại trừ luyện công ra, mỗi ngày đều đọc sách. Cẩu Vĩ Tục Điêu, không phải là nối đuôi chồn cho chó, mà ý chỉ lấy đuôi chó thay thế đuôi chồn chính là hàng nhái. Chứng tỏ ở cổ đại, đuôi chồn cũng rất chân quý. Tôi chưa bao giờ nghe nói đuôi chít lại đáng tiền hơn đuôi chồn cả. Hoàng Đại Sơn vẫn lắc đầu, không được, đuôi chồn thối có gì tốt, xấu hổ chết rồi. Tôi đường đường là Hoàng Tiên, đằng sau gắn cái đuôi chồn giả, đi ra ngoài không bị người ta cười chết à. Thật sự không muốn sao? Không muốn, kiên quyết không muốn. Vậy được rồi. Vất vả lắm tôi mới nhờ được sư huynh mang một cái đuôi chồn vạn năm từ Côn Luân đến, xem ra là không cần đến rồi, để về nhà tôi hỏi Lý A Tứ có cần không, gắn cái cổ áo lông chồn lên đồng phục bảo vệ của anh ta cũng được. Này, Hoàng Đại Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên, Lý A Tứ chỉ là một tên bảo vệ thối, có tư cách gì dùng cổ áo bằng lông? Thì, chồn cũng không phải không được mà. Cậu chủ, tôi hỏi thêm một câu. Hoàng Đại Sơn nhếch miệng nhe răng, cười hì hì hỏi, cậu nói vạn năm, là đã sống hàng chục ngàn năm, hay là cất giữ hàng chục ngàn năm? Đương nhiên là sống hàng chục ngàn năm rồi, Lý Dục Thần nói. Hoàng Đại Sơn gật đầu, vậy thì được, cậu chủ, cậu ra tay đi, nối liền cho tôi, lông chồn thì lông chồn, cùng lắm thì về sau tôi sẽ đổi tên, không gọi là Hoàng Đại Sơn nữa, gọi là Hoàng Đại Chồn. Lý Dục Thần cười ha ha. Lấy cái đuôi chồn vạn năm kia ra, lập một pháp trận ngay trong miếu Hoàng Đại Tiên, phong tỏa miếu thờ, thì pháp tại chỗ, làm giải phẫu nối đuôi cho Hoàng Đại Sơn. Đừng nhìn chỉ là nối đuôi, nhưng đối với Hoàng Đại Sơn mà nói, không khác nào được sống lại lần nữa. Thủ thuật này kéo dài dòng dã một đêm. Một đêm này, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Sáng sớm ngày hôm sau. Lúc ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông chiếu vào cửa miếu Hoàng Đại Tiên. Cửa miếu mở ra cọt kẹt một tiếng, một thanh niên mặc áo gấm đi ra. Anh ta ngửa mặt lên, đón ánh nắng mặt trời mới, hít một hơi thật sâu đầy không khí mới mẻ trên đường cái, thâm tình ngắm nhìn đường phố trong thành thị, cất cao giọng nói, yêu nữ trên thế gian, các em hãy cẩn thận, anh đến đây. Đúng lúc này, một người mặc trang phục màu vàng lái xe lao nhanh đến. Suýt nữa thì đâm vào anh ta. Xe điện siêu siêu vẹo vẹo lao vùn vụt qua bên cạnh anh ta, tiếng mắng đầy khẩu âm của người lái truyền đến, tên lông chồn này, đi đường không có mắt à. Hoàng Đại Sơn sững sờ,
cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ gấm trên người, kinh ngạc nói, sao cậu ta biết là lông chồn vậy? Lý Dục Thần bày một trận pháp ở ngôi nhà của nhà họ Lý tại thủ đô rồi tạm thời giao lại toàn bộ công việc ở thủ đô cho Hầu Thất Quý quản lý, còn anh thì đưa Lâm Mộng Đình trở về thành phố Hòa. Đi cùng với Lý Dục Thần chuyến này còn có anh chàng Hoàng Đại Sơn mặc áo gấm, phong độ đầy nho nhã. Để tránh làm người nhà họ Lâm lo lắng, Lý Dục Thần không đưa Lâm Mộng Đình về nhà họ Lâm mà chỉ báo tin cho mẹ vợ, nhờ bà ta tới Ngô Đồng Cư chăm sóc cho Lâm Mộng Đình. Nghiêm Tuệ Mẫn thấy con gái bỗng nhiên biến thành một kẻ ngốc, trong lòng rất xót xa. Mới cách đây không lâu, bà ta còn vừa mới tới thủ đô, ở vài ngày rồi về. Dù sao nhà họ Lâm cũng là một gia tộc lớn, bà ta là bà chủ gia đình nên có nhiều chuyện không thể thiếu bà ta. Nhiệm vụ chính Nghiêm Tuệ Mẫn khi tới thủ đô là dạy dỗ hai con cách làm thế nào để nối dõi tông đường, hơn nữa còn đích thân đốc thúc bọn họ hoàn thành chuyện lớn này. Ôi, vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, còn tưởng từ nay cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu, bà ta muốn hai vợ chồng được tận hưởng thế giới riêng của hai người nên mới nhanh chóng trở về thành phố Hòa. Không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, con gái đã biến thành kẻ ngốc. Nghiêm Tuệ Mẫn mắng Lý Dục Thần một trận xối xả. Mặc dù bà ta cũng không nỡ lòng nào lại mắng con rể nhưng trong lòng quá đau khổ, con gái ngờ nghịch như vậy, bà ta biết đi đâu đòi lại công bằng đây. Lý Dục Thần cũng hổ thẹn trong lòng, anh có trách nhiệm rất lớn với chuyện lần này của Lâm Mộng Đình. Mẹ vợ mắng, anh cũng đành để cho bà ta mắng. Chuyện cấp bách lúc này là phải nghĩ cách tìm lại hồn phách cho Lâm Mộng Đình. Đương nhiên, trước khi đi, anh nhất định phải tăng cường hàng rào an ninh cho Ngô Đồng Cư, đây cũng là lý do anh đưa Hoàng Đại Sơn về đây. Tuyệt đối không thể để phần tàn hồn còn lại của Lâm Mộng Đình xảy ra chuyện. Nếu không, cho dù có tìm được Ô Mộc Thiếp thì cũng không thể cứu được Lâm Mộng Đình. Anh đi tìm Hoàng Đại Sơn định dặn dò mấy câu. Không ngờ lại thấy trên ngọn núi ngoài sân sau của Ngô Đồng Cư có một chàng trai mặc áo gấm đang đứng sóng vai cùng với một người đẹp, dõi mắt ngắm cảnh thành phố xa xa. Kinh kinh, cô có biết áo tiên nhân là gì không? Không biết, là gì vậy? Chính là áo trên người cô đó. Áo trên người tôi ư? Thầy thuốc trung y gọi da nhím là áo tiên nhân, da nhím vị đắng, tính mình, uống nó có công dụng hoạt huyết, giải độc, giảm đau. Thật sao? Thực ra đây chỉ là hiểu biết phổ thông của người đời. Bọn họ không biết là da nhím ngoài có thể hoạt huyết, giải độc ra, còn có thể nuôi dưỡng tinh thần của con người, giúp ích cho việc tu hành. Nếu không thì sao người xưa lại gọi nó là áo tiên nhân chứ? Ồ, kiến thức của anh thật là uyên bác. Chuyện này thì có là gì, chúng ta là yêu, sinh ra vốn đã thua kém một bậc nên lại càng phải nỗ lực để trở nên mạnh hơn. Nhất định không được để con người coi thường chúng ta. Bạch Kinh Kinh tỏ ra hết sức bội phục. Vậy cô có biết áo tiên nhân được chế tạo như thế nào không? Như thế nào? Chính là dùng dao rạch bụng nhím rồi từ từ bóc toàn bộ lớp da ra, không được làm dụng một cái gai nhím nào, sau đó rắc phôi. Ôi, đáng sợ vậy ư? Loài người vốn rất đáng sợ, có điều cô cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Hoàng Đại Sơn nói xong, hết sức tự nhiên choàng vai Bạch Kinh Kinh. Hiện tại, quán giang hồ đã trở thành nơi tập trung tin tức giang hồ quan trọng nhất ở thành phố Hòa, thậm chí là ở Giang Nam. Quán cơm bình dị trước đây nằm trên con đường cũ, cửa hàng bé, không tiện cho các nhân vật trốn giang hồ lui tới. Cho nên chị Mai chuyển quán ra đầu phố, thuê liên tiếp mấy cửa hàng, đập thông tường với nơi trước kia là quán mạt trược A Lục và salon làm đẹp. Nhờ vậy mà tiệm cơm nằm ở giữa, còn bên trái là salon làm đẹp, bên phải là sới bạc giải trí, rất phù hợp với sở thích của dân giang hồ. Cùng với tiếng tăm của quán giang hồ càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên bà chủ Nhất Chi Mai cũng càng ngày càng nổi tiếng hơn nữa còn được ca ngợi là giang hồ đệ nhất mỹ nữ. Rất nhiều dân giang hồ tới quán giang hồ là để chiêm ngưỡng dung nhan của bà chủ. Chị Mai rất đau đầu với danh xưng này, để được yên thân. Bà ta lại chuyển quán cơm về kiểu bình dân, bảng hiệu bên ngoài và trang trí bên trong quán đều quay về với dáng vẻ ngày trước. Lý Dục Thần đứng trước cửa quán cơm bình dị, trông thấy trên cửa kính và tay nắm cửa quen thuộc có treo biển chào mừng quý khách, không khỏi thổn thức, có cảm giác như năm ngoái hôm nay ngay cửa này, mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau. Chỉ có điều mặt người vẫn còn,
hoa đào vẫn nở hàng năm. Không hiểu sao, Lý Dục Thần lại cảm thấy hoài niệm quãng thời gian này. Khi đó, cuộc sống vui vẻ rất đơn thuần, còn hiện tại, chuyện phục hưng nhà họ Lý đã đi vào quỹ đạo, anh cũng càng ngày càng dấn sâu hơn hồng trần nhưng lại cảm thấy buồn vu vơ khó tả. Một con chó vàng gầy gò nằm co quắp ở chỗ cửa ra vào, da loang lổ các vết đốm như thể bị mắc bệnh ngoài da, trên mặt có mấy vết sẹo to, trông xấu kinh khủng. Lý Dục Thần đi vào trong, con chó vàng lười biếng nhìn theo anh. Trong quán không có khách, chị Mai ngồi sau quầy bar, thấy anh tới, bà ta đứng dậy tiếp đón. Lý Dục Thần nhìn bà ta thướt tha đi tới. Chị Mai dừng lại, cúi đầu nhìn mình mấy lần, vặn hông mấy lượt, hỏi, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Không đẹp à? Lý Dục Thần cười đáp, đẹp ạ, chị Mai lúc nào cũng đẹp. Chị Mai cười khúc khích, nói, cậu đã nhìn thấy hết từ lâu rồi, còn nhìn chưa đủ hay sao? Lý Dục Thần nói, thứ gì nhìn lâu rồi cũng sẽ thấy ghét, chỉ riêng chị Mai là nhìn mãi không chán. Thôi đi, đi thủ đô một chuyến, làm cậu Lý chân chính một cái là liền học được thói lẻo mép, chị Mai cười trêu. Lý Dục Thần cười to, nhìn ra sau bếp, nói, chị Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương đều đi vắng, một mình chị quán xuyến chỗ này, lúc có khách tới thì chị đích thân xuống bếp à. Chị Mai nói, bọn họ đi vắng thì chẳng lẽ chị không thể dẫn một anh chàng đẹp trai về à? Nói rồi, chị Mai gọi với vào bếp, A Đông, ra đây một chút. Rèm cửa được vén lên, một cậu thanh niên đi ra, đứng ở cửa phòng bếp, thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Lý Dục Thần rồi lập tức đứng thẳng người dậy, cung kính chào, đại ca. Lần này tới lượt Lý Dục Thần ngẩn người, mãi một lúc sau anh mới nhớ ra người này là thuộc hạ của Hoàng Tam, tên là A Đông. Chị Mai không nhịn được bật cười. Sao cậu lại ở đây? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai nói, chính cậu bố trí cậu ta tới quán giang hồ mà, cậu quên à? Lý Dục Thần nghĩ lại, hình như đúng là vậy. Lúc ấy, anh thấy A Đông là người chính trực, lại không sợ chết, tấm lòng cũng coi như lương thiện, sợ A Đông đi theo Hoàng Tam thì sớm muộn gì cũng hư người nên bảo Thái Vĩ Dân bố trí anh ta vào làm cho quán giang hồ. Đây chỉ là chuyện nhỏ nên anh không hề để tâm. Chị Mai nói, chàng trai này rất được việc, chỉ có điều không khéo léo nên dễ đắc tội với người khác. Hễ tôi không để mắt tới là cậu ta lại đánh nhau với đám khách giang hồ kia, tới làm cho quán được 3 hôm thì bị đánh 4 bận. Dục Thần, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại bảo cậu ta tới quán giang hồ vậy? Lý Dục Thần gãi đầu, cười to, là do tôi thiếu suy tính. Tôi vốn thấy cậu ta là một hạt giống tốt nên muốn các chị bồi dưỡng cậu ta một chút. Nếu không hợp thì để tôi bố trí cho cậu ta công việc khác. Chị Mai nói, thôi, dù sao cũng đã tới đây rồi, ông Vinh và ông Vương lại đang đi vắng, tôi cũng đang thiếu người làm. Chỗ này ít khách, dẫu có khách thì cũng toàn là người bình thường, không sao hết. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đúng là một nhân tài, vừa chịu được cực khổ lại chịu khó học hỏi. Ngoại trừ không khéo miệng ra thì học gì cũng giỏi, từ luyện võ tới nấu ăn, chỉ cần nói một lần là hiểu. Lý Dục Thần nhìn A Đông một cái, được chị Mai khen như vậy chẳng phải là chuyện dễ. Chị Mai hiện tại không phải là chị Mai ngày xưa, bà ta đã lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của bí thuật Lan Môn, lại được Lý Dục Thần chỉ bảo để cải tiến, hoàn thiện nó, cộng thêm có long hồn và thất bảo hàng long cháo của nhà họ Liễu, võ giả bình thường không thể lọt nổi vào mắt bà ta. Về sau đừng gọi tôi là đại ca nữa, Lý Dục Thần nhắc nhở. A Đông gãi đầu, hỏi, vậy gọi là gì? Tùy cậu. Vâng, thưa đại ca. Lý Dục Thần ngạc nhiên nhìn A Đông nhưng chẳng biết phải làm gì với anh ta, đành quay qua cầu cứu chị Mai. Chị Mai cười vẹo cả hông. A Đông, đừng gọi đại ca nữa, nghe giống một tên côn đồ vậy, bây giờ cậu là đầu bếp của quán chúng ta. Là người có công việc đàng hoàng. A Đông nghĩ ngợi, nói, ồ, tôi biết rồi, vậy hay là gọi là ông chủ. Chị Mai nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, gọi vậy cũng được đó, dù sao cậu cũng là ông chủ của tập đoàn Kinh Lý, toàn bộ quán giang hồ đều là của cậu. Lý Dục Thần cảm thấy có gì đó sai sai, chợt nghe A Đông hỏi, bà chủ, trưa nay ăn gì? Chị Mai nói, ông chủ tới đây. Cậu nấu mấy món sở trường nhất của cậu đi. Lý Dục Thần còn chưa kịp uốn nắn xưng hô của A Đông đã vui vẻ quay lại phòng bếp. Dục Thần,
gần đây tôi cảm thấy rất hoảng hốt, nhất là lúc luyện công, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn, có phải tôi đã luyện sai ở đâu đó rồi không, chị Mai hỏi. Lý Dục Thần ngạc nhiên nhìn bà ta, dùng thần thức kiểm tra rồi bắt mạch, cảm nhận chân khí đầy tràn trong cơ thể. Chị Mai, gần đây chị luyện công phu gì vậy? Sao lại kỳ lạ như thế? Còn luyện gì nữa? Chẳng phải chính là mấy thứ của Lan Môn và những cái cậu dạy tôi hay sao? Chị Mai liếc anh một cái, đôi mắt đưa tình. Lý Dục Thần giật mình, sực hiểu ra, cười lắc đầu, chị Mai, mỹ thuật của chị càng ngày càng lợi hại. Không phải cậu bảo nó tên là nhiếp hồn thuật hay sao? Sao lại gọi là mỹ thuật? Khó nghe quá, chị Mai trách móc rồi lại thấy bản thân buồn cười, bèn che miệng cười rồi hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới việc tôi thấy hoảng hốt? Có phải chị đang luyện tập bằng long hồn không? Đúng vậy, sao thế? Chị kể cho tôi nghe xem chị luyện như thế nào đó. Còn luyện như thế nào được nữa? Tôi dùng thất bảo hàng long cháo, dựa theo khẩu quyết nhiếp hồn thuật để luyện thôi. Đúng vậy, tu vi và cảnh giới của chị vẫn còn chưa đủ mạnh để hàng phục long hồn nhưng dưới sự hỗ trợ của thất bảo hàng long cháo thì chị có thể khống chế được long hồn. Nhờ vậy mà nhiếp hồn thuật của chị vượt quá tu vi của chị, đạt tới một mức độ mà đáng lẽ ra chị không thể đạt tới. Mà mức độ này đáng lẽ ra phải tới cảnh giới tiên thiên mới có thể có. Muốn lên tới tiên thiên thì phải độ lôi kiếp, cảm giác hoảng hốt mà chị cảm thấy là dấu hiệu độ kiếp sắp tới. Gì cơ, tôi sắp độ kiếp à, chị Mai kinh hãi hỏi. Chưa nhanh vậy đâu, đây là dấu hiệu giả. Tu vi của chị còn cách cảnh giới tiên thiên khá xa, chẳng qua là vì nhiếp hồn thuật của chị quá mạnh mà thôi. Vậy à, tôi chẳng thấy nó lợi hại gì lắm, chị Mai nói. Lý Dục Thần bỗng nhiên cười nói, chị Mai, vậy giờ chị thử xem, dùng toàn bộ pháp lực của chị thi triển nhiếp hồn thuật với tôi đi. Với cậu à, chị Mai liếc nhìn anh, sóng mắt dịu dàng, mặt đỏ hồng như người say rượu, Dục Thần, không phải cậu cố ý bảo tôi làm như vậy đấy chứ. Tâm linh của Lý Dục Thần chao đảo, trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên nhiếp hồn thuật này đã có thành tựu rất cao, tâm thần anh đã độ kiếp 2 lần, vậy mà vẫn còn hơi dao động. Người bình thường làm sao có thể chịu nổi. E là chỉ mới nghe giọng của bà ta thôi đã say rồi. Anh trông thấy con chó vàng ngoài cửa ngẩng đầu lên nhìn vào trong nhà, ánh mắt như thể có ý khinh thường. Chị Mai, con chó này ở đâu ra vậy? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai ngẩn người, thấy Lý Dục Thần chỉ tập trung nhìn ngoài cửa, không khỏi hơi hụt hẫng. Bà ta thở dài, ôi, cậu không thể giả bộ là bị tôi mê hoặc thành công. Thỏa mãn chút lòng hư vinh nhỏ bé của tôi được hay sao? Lý Dục Thần vẫn chỉ nhìn con chó ở ngoài cửa. Chị Mai dường như hơi giận, nói, chẳng lẽ tôi không bằng một con chó hay sao? Cậu cố ý chọc tức tôi đúng không? Lý Dục Thần nghe vậy mới quay đầu lại, nhìn chị Mai, nói, được thôi, tôi bị chị mê hoặc thành công rồi, giờ chị muốn tôi làm gì? Chị Mai phì cười, nói, cậu diễn giả chân quá đó. A Đông bưng khay đi từ trong bếp ra, mang cho họ ít món nguội trước. Lý Dục Thần nếm thử mấy miếng, thấy hương vị bình thường, anh nói, thế này thua xa sư phụ Vinh mà, chị Mai à, không phải là chị thấy người ta đẹp trai nên mới giữ lại làm đầu bếp đấy chứ. Chị Mai cười mắng, tên nhóc thúi, dám đem chị Mai ra đùa à. Trên đời này có mấy đầu bếp có thể sánh bằng ông Vinh chứ. Kể cũng phải, Lý Dục Thần gật đầu đáp. Lát nữa cậu nếm thử món nóng cậu ta nấu thì sẽ biết vì sao tôi giữ cậu ta lại làm, chị Mai nói, có điều nói đi cũng phải nói lại, thực ra dáng dấp của A Đông rất thanh tú, nếu mà trau chuốt một chút thì cũng là một anh chàng đẹp trai xịn sò, tiếc là đầu óc không linh hoạt. Nghe nói hồi nhỏ cậu ta là ăn mày, đầu bị người ta đập hỏng. Ra vậy, Lý Dục Thần nhớ tới chuyện hồi nhỏ của mình, hồi đó anh cũng thường xuyên đánh nhau. Nếu không có Mã Sơn che chở thì chắc anh cũng bị đập thành thằng đần rồi, cho nên không khỏi đồng cảm với A Đông. Chị Mai chỉ con chó nằm ngoài cửa, nói, con chó này là A Đông dắt tới, tên là A Tây, nó lười kinh khủng luôn, ngoài A Đông ra thì chẳng buồn để ý tới ai hết, cho dù cậu có ném cho nó một khúc xương, nó cũng không buồn nhặt. Lý Dục Thần nhìn lại con chó kia. Hình như con chó cũng nhận ra anh nhìn nó. Nó mở mắt ra nhìn một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, chẳng buồn nhìn tiếp. Vào khoảnh khắc nó mở mắt ra, trong thần thức của Lý Dục Thần lóe lên một chùm sáng 7 sắc cầu vồng.
Nó không phải là một con chó bình thường. Hay phải nói là, nó không phải là một con chó. Nó là một con dị thú. Loài vật này xuất hiện ở chốn hồng trần náo nhiệt đúng là chuyện hy hữu, đồng thời cũng hết sức nguy hiểm. Nhất là khi nó còn xấu xí như vậy, chịu đựng nhiều sự ghẻ lạnh ở nhân gian, ngoài chủ nhân A Đông của nó ra, e rằng thứ nó cảm nhận được chỉ toàn là ác ý. Nếu có ngày huyết mạch của nó thức tỉnh, hoặc là A Đông mất, không còn ai có thể khống chế được nó nữa thì nó sẽ là một tai họa khổng lồ với thế giới này. Nếu là người tu hành khác thì có khi đã coi nó là yêu, xiên một nhát, giết chết nó. Nhưng Lý Dục Thần thì không. Trong nhà anh còn nuôi tận hai con yêu quái, huống hồ con này không phải là yêu. Cuối cùng A Đông cũng nấu xong món nóng, một đĩa đậu phụ xào thập cẩm, một đĩa cá lăng phi lê tiểu hoa chiên giòn sốt chua ngọt, một đĩa gà rang thái hạt lựu và một bát canh rau nhút, ba món xào một món canh, hội tụ các món ăn nổi tiếng của những vùng miền khác nhau. Lý Dục Thần nếm thử, quả nhiên hương vị không tồi, mặc dù vẫn thua sư phụ Vinh nhưng vẫn xứng đáng được đánh giá là ngon cho dù được bán ở bất kỳ tiệm cơm nào. A Đông, cậu là người ở đâu? Lý Dục Thần hỏi. Không biết, A Đông nói. Sao lại không biết? Tôi đi ăn xin lang thang từ nhỏ, không có chỗ ở cố định. Lý Dục Thần chỉ vào con chó gác cửa, hỏi, nó là chó cậu nuôi à? A Đông gật đầu. Ở đâu ra vậy? Nhặt được. Nhặt được ở đâu? Không nhớ, A Đông nói, tôi nhặt được nó từ hồi còn rất nhỏ, khi đó không phải chỉ có một con mà là cả một đàn chó cùng với một đám bạn, chúng tôi cùng đi lang thang xin cơm với nhau. Sau đó thì sao? Có mấy con chó bị người ta đánh chết, có mấy con thì bị lực lượng trật tự đô thị bắt, cuối cùng chỉ còn lại A Tây. Sau đó, tôi bị người ta đánh suýt chết. Chính A Tây đã lôi tôi ra khỏi đống thi thể, nhờ vậy mà tôi mới sống sót. Tại sao cậu lại bị người ta đánh? Bọn họ nói tôi chiếm địa bàn của bọn họ. Địa bàn ăn xin à? A Đông gật đầu, đúng vậy. Lý Dục Thần chợt nhớ tới buổi tối anh đi chữa trị cho Đoàn Phù Dung cũng đã được nghe Ân Oanh kể một câu chuyện tương tự. Cậu có biết một cô bé ăn mày tên là Ân Oanh không? A Đông sửng sốt. Mắt dường như sáng lên nhưng rồi lại nhanh chóng mông lung trở lại, anh ta lắc đầu, tôi không nhớ, nhiều chuyện xảy ra trước khi bị đánh tôi đều không nhớ nổi. Lý Dục Thần gật đầu, đột nhiên hỏi, nếu như có người muốn mua A Tây thì ra giá bao nhiêu thì cậu chịu bán? A Đông lắc đầu, không bán. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Không bán. A Đông chỉ nói hai chữ này, ngắn gọn, đanh thép, không chừa cơ hội thương lượng. Nếu như người mua là tôi thì sao? Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, không hiểu anh có ý gì. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bà ta ngạc nhiên nhìn A Tây ngoài cửa. A Tây vẫn nằm co quắp ở đó. Người đi đường đi ngang qua trông thấy nó bao giờ cũng chỉ trỏ hoặc là né qua, vì nó quá xấu xí. Không bán, A Đông vẫn khăng khăng hai chữ này. Tôi là ông chủ của cậu, Lý Dục Thần nói. Vừa rồi cậu còn gọi tôi là đại ca đấy. A Đông nổi máu bướng bỉnh, cứng cổ nói, anh có là bố tôi thì tôi cũng không bán. Lý Dục Thần cười, không nói tiếp chủ đề này nữa. Dù sao hiện tại anh cũng không có thời gian, chờ đi Nam Dương về rồi nói sau. Nhắc tới chuyện đi Nam Dương, chị Mai hỏi Lý Dục Thần, cậu có cần tôi đi với cậu không? Lý Dục Thần nói, không cần, tôi dẫn anh Mã Sơn theo là đủ rồi. Hiện tại cậu là gia chủ của nhà họ Lý, đi ra ngoài cũng nên phô trương một chút, đừng để đám gia đình quyền quý ở Hương Giang, Singapore hay Đại Mã coi thường cậu, chị Mai nói. Lý Dục Thần mỉm cười, xem thường hay xem trọng không phải dựa vào việc phô trương mà phải dựa vào thực lực. Chị Mai cười khanh khách nói, cậu là thần long xuống biển, chuẩn bị đại náo Nam Dương đây mà. Lần trước ở đảo Cửu Long. Nghe lục sư huynh nói nhà họ Lý tôi từ trăm năm trước đã có căn cơ ở hải ngoại. Tôi đã muốn chấn hưng nhà họ Lý thì không thể chỉ quậy ở mình thủ đô thôi được. Tôi biết cậu có bản lĩnh ấy nhưng cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Gần đây Châu Khiếu Uyên ở trấn Châu Môn kêu gọi rộng rãi các đồng đạo võ lâm thảo phạt cậu, chuyện này đã được đồn ầm lên rồi. Chị Mai lo lắng nhắc nhở. Đây là cái bẫy mà tôi và ông Châu bày ra, ở trước mặt chị Mai.
Lý Dục Thần không cần phải giấu giếm điều gì, anh kể lại toàn bộ chuyện mình và Lâm Mộng Đình tới Kim Lăng thỏa thuận với ông Chu. Thì ra là thế, chị Mai giật mình nói, bảo sao chị thấy chuyện này lại kỳ lạ như vậy, với tầm ảnh hưởng và năng lực của Châu Khiếu Uyên, đáng lẽ ra ông ta phải tiến hành với khí thế như vũ bão mới phải, chẳng hiểu sao lại lề mề chậm chạp như vậy, hóa ra là bọn cậu đang giăng lưới. Có điều nghe cậu nói thì ngũ sứ ma môn kia cũng đều là những quái vật mấy trăm năm tuổi, chưa chắc bọn họ đã mắc lừa kế này. Lý Dục Thần nói, không mắc lừa thì đành chịu, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ lôi cổ bọn họ ra. Đỗ Thanh Hôi nhanh chóng báo tin đã phát hiện ra ấn ký mà Hướng Vãn Tình lưu lại ở Thiên Đô. Chuyện Hướng Vãn Tình mất tích rất có thể có liên quan tới Thái Dương Thánh Giáo ở Nam Dương. Hiện tại, Đỗ Thanh Hôi đang lần theo dấu vết để lại. Nghe thấy tên Thái Dương Thánh Giáo, Lý Dục Thần lập tức có dự cảm chẳng lành. Thảm trạng của mấy cô gái ở Đại học Nam Giang và đảo Cửu Long vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lý Dục Thần tới nhà họ Cao ở Tiền Đường một chuyến. Nhà họ Cao có mối quan hệ chặt chẽ với Hồng Môn ở nước ngoài nên chắc là sẽ nắm tương đối rõ tình hình ở Nam Dương. Anh tới Nam Dương cũng cần phải nhờ một số thế lực của thế tục giúp sức. Nếu không, chẳng biết gì hết thì chỉ có thể làm như võ sư đi đập phá từng nhà một, hiệu suất không cao, hơn nữa một khi quậy đục nước thì sẽ không còn quan sát được cá ở đâu nữa. Mặt khác, Hướng Vãn Tình từng nói trong điện thoại là tới Nam Dương vì nợ ân tình của Hồng Môn ở Los Angeles, cho nên chuyện Hướng Vãn Tình mất tích không loại trừ khả năng có liên quan tới Hồng Môn. Về những chuyện Lý Dục Thần làm ở thủ đô dạo gần đây, đương nhiên các gia đình giàu có của Nam Giang đều đã nghe nói. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã làm rúng động thủ đô, áp đảo tứ đại gia tộc, đưa nhà họ Lý quay lại gia nhập giới nhà giàu cao cấp. Dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoài Lý Dục Thần ra, còn có ai có thể làm được điều này? Bởi vậy sau khi nghe tin Lý Dục Thần về lại thành phố Hòa, ngoài cửa Ngô Đồng Cư lập tức tấp nập xe sang, hàng ngày có vô số người giàu có, nổi tiếng tới chào hỏi. Lý Dục Thần hết sức phiền muộn vì chuyện này. Cộng thêm chuyện Lâm Mộng Đình bị lạc mất hồn phách khiến anh thực sự không có tâm trạng nên bèn đóng cửa, từ chối tiếp khách, không chịu gặp ai. Lần này anh chủ động tới cửa chào hỏi, cả nhà họ Cao đều cảm thấy vinh dự. Cao Sĩ Hiến đã cao tuổi vẫn đích thân ra mặt tiếp đãi, hết sức nhiệt tình. Theo như Cao Tử Hạng nói thì là nhiều năm rồi không hề có chuyện đó. Nhưng Lý Dục Thần không thấy Vạn Sơn Lâm ở đây. Cao Sĩ Hiến nói là Vạn Sơn Lâm tới California. Gần đây bên phía Bắc Mỹ không yên ổn, nhất là ở Los Angeles, Thái Dương Thánh Giáo hết sức hung hăng ngang ngược, giáo phái người Hoa do Trung Phu Quan lãnh đạo cũng bị tấn công mang tính hủy diệt, thậm chí còn khiến Hoa Kiều bình thường bị vạ lây. Hiện tại ở Los Angeles, người Hoa không dám đi ra ngoài một mình. Xu thế này đang lan ra khắp toàn bộ California. Hồng Môn là bang phái người Hoa lớn nhất ở hải ngoại. Bởi vì không liên quan tới thần và tín ngưỡng nên tạm thời bọn họ chưa bị Thái Dương Thánh Giáo nhắm tới. Tuy nhiên, Hồng Môn đã cứu trợ không ít tín đồ của đạo môn, cho nên thường xuyên phát sinh xung đột với Thái Dương Thánh Giáo, hai bên tranh chấp hết sức căng thẳng. Lý Dục Thần hỏi, đạo trưởng Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan đã tới Los Angeles rồi, không biết có tin tức gì của ông ấy không? Có tin tức, Cao Sĩ Hiến nói, đạo trưởng Vương dùng sức của một mình. Tiêu diệt một cứ điểm quan trọng của Thái Dương Thánh Giáo tại Los Angeles. Nhưng cũng vì vậy mà ông ấy bị trọng thương. Nếu không nhờ có một vị cung phụng của Hồng Môn vừa hay đi ngang qua cứu được ông ấy thì e là đã lành ít dữ nhiều. Lý Dục Thần bất giác nhíu mày, bấy giờ anh mới biết tình hình ở Los Angeles nghiêm trọng như vậy. Vương Sùng Tiên đã vượt qua lôi kiếp, lên được tiên thiên. Với tu vi của ông ta mà còn bị trọng thương thì thực lực của Thái Dương Thánh Giáo không thể xem thường được. Trước đó, anh nghe Hướng Vãn Tình kể rằng đã dễ dàng giải quyết được chủ giáo và thiên sứ tuần tra của Thái Dương Thánh Giáo ở Los Angeles, còn tưởng đối phương chỉ thường thôi, hiện tại xem ra anh đã quá khinh địch. Hồng Môn ở Los Angeles có cầm cự nổi không? Lý Dục Thần hơi lo lắng. Cao Sĩ Hiến nói, tạm thời không sao. Hồng Môn đã điều lực lượng, nhất là các vị cung phụng, ở các nơi tới Los Angeles, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, sau khi đạo trưởng Vương xảy ra chuyện, đạo trưởng cổ của Mao Sơn, Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn đều đã cử người tới chi viện cho Los Angeles. Lý Dục Thần thoáng thở phào. Suy cho cùng thì anh cũng có chút liên quan tới chuyện ở Los Angeles. Lúc trước,
anh gặp Adam ở Bạch Vân Quan cũng là một loại duyên phận. Chuyện phủ thiên sư ban bố thiên sư lệnh là do anh dốc sức thúc đẩy. Sau này, hướng vãn tình tới Los Angeles, thiên đô can thiệp, anh đã thực sự bị cuốn vào chuyện này rồi. Có điều, tôi nghe nói Thái Dương Thánh Giáo cũng đang triệu tập lực lượng tới Los Angeles, Cao Sĩ Hiến nói, vốn dĩ Thái Dương Thánh Giáo ở Los Angeles chỉ có một chủ giáo lệ thuộc vào Đại Chủ Giáo California, ngoài Đại Chủ Giáo California ra thì chỉ có mấy thiên sứ tuần tra là có thực lực mạnh. Nhưng lần này, nghe nói đã có kỵ sĩ Thánh Điện xuất hiện ở Bắc Mỹ. Kỵ sĩ Thánh Điện. Thái Dương Thánh Giáo có một đoàn kỵ sĩ Thánh Điện có thực lực rất mạnh. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo vệ Thánh Điện. Thánh Điện ở đâu? Hồng Môn đã chú ý tới Thái Dương Thánh Giáo từ lâu. Tiếc là giáo phái này rất kín đáo, giáo đồ đều phải trải qua sàng chọn kỹ lưỡng và thực hiện nghi thức nhập hội, nghe nói phải rửa tim, rửa ruột, làm sạch linh hồn, phải không có chút vết đen nào về tín ngưỡng của thần của bọn họ mới được. Hồng Môn có căn cơ sâu dày ở hải ngoại, đã nghĩ trăm phương ngàn kế xâm nhập vào nội bộ nhưng hiện tại vẫn còn chưa nắm rõ được kết cấu tổ chức, ngay cả trụ sở chính ở đâu cũng không biết. Ông Cao, phiền ông chuyển lời cho ông Vạn Sơn Lâm, nếu bên phía Los Angeles có chuyện gì, xin hãy báo ngay cho tôi biết. Nếu cần, tôi có thể tới đó một chuyến, hỗ trợ Hồng Môn. Cao Sĩ Hiến mừng rỡ nói, tốt, nhất định tôi sẽ chuyển lời, cũng xin thay mặt Hồng Môn cảm ơn cậu Lý. Lý Dục Thần nói, lý do lần này tôi tới Nam Dương cũng có đôi chút liên quan tới Hồng Môn. Tôi có một vị sư tỷ bị mất tích ở Nam Dương, cô ấy nói với tôi là vì chịu ơn Hồng Môn ở Los Angeles nên mới tới Nam Dương giải quyết một vài việc cho Hồng Môn. Cao Sĩ Hiến kinh hãi hỏi, vậy ra hướng tiên tử chính là sư tỷ của cậu Lý ư? Lý Dục Thần gật đầu nói, đúng vậy. Sắc mặt Cao Sĩ Hiến nặng nề, ông cụ nói, tôi có nghe Vạn Sơn Lâm nói. Ở Los Angeles, hướng tiên tử dùng sức một mình, dễ dàng giết chết chủ giáo và hai vị thiên sứ tuần tra của Thái Dương Thánh Giáo. Hồng Môn chẳng qua chỉ cung cấp một số tin tức và tạo điều kiện cho cô ấy, sao có thể gọi là có ơn được. Trái lại, hướng tiên tử đã cứu được rất nhiều tu sĩ người Hoa. Trong đó có không ít người là người của Hồng Môn, nếu bàn về ơn huệ thì phải là hướng tiên tử có ơn với Hồng Môn mới phải. Vậy chuyện tới Nam Dương là thế nào? Chuyện là thế này, người phụ trách phân đà Hồng Môn ở Nam Dương là Giang Long Huy vẫn luôn ngấp nghé chiếc ghế đại ca của Hồng Môn, muốn làm người lèo lái toàn bộ. Mấy năm nay, Giang Long Huy bài trừ người thuộc phe đối lập ở Nam Dương, chuyên quyền độc đoán, coi Hồng Môn Nam Dương là của riêng mình. Vạn gia có lòng tốt, coi thành viên của Hồng Môn đều là anh em, vẫn luôn khoan dung với ông ta nhưng ông ta càng ngày càng đi quá giới hạn, nhiều lần vi phạm quy định của bang hội, giết hại thành viên không chịu nghe lời ông ta. Vạn gia buộc phải phái người đi thanh lý môn hộ. Thật không ngờ, chúng tôi đã phái người đi mấy lần nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, một đi không trở lại. Sau này chúng tôi mới biết, Giang Long Huy đã mời một vị cao thủ làm cung phụng cho Nam Dương. Người này rất lợi hại, ngay cả cao thủ số một Hồng Môn là Ngô Công Thánh cũng chết trong tay kẻ này. Cho nên, vạn gia mới nhờ hướng tiên tử ra mặt, tiêu diệt vị cung phụng mà Giang Long Huy mời tới. Thật không ngờ. Cao Sĩ Hiến áy náy thở dài. Lý Dục Thần nói, cụ Cao không nên tự trách, biết được đâu đuôi sự việc thì dễ rồi. Xin cứ giao chuyện của Giang Long Huy cho tôi. Vậy thì tốt quá rồi, Cao Sĩ Hiến mừng ra mặt, có điều gần đây chắc là Giang Long Huy đã biết sợ chết nên hành tung hết sức bí ẩn. Thế này nhé, trước hết cậu Lý có thể tới Hương Giang tìm người phụ trách Hồng Môn ở Hương Giang tên là Nguyễn Hướng Đông. Tôi sẽ báo với ông ta một tiếng để ông ta dốc hết sức phối hợp với cậu. Mã Sơn giúp Lý Dục Thần hoàn tất toàn bộ thủ tục xuất cảnh. Trước khi đi, bọn họ cùng nhau tới Đại học Nam Giang thăm hỏi Đinh Hương. Đinh Hương thấy Lý Dục Thần và Mã Sơn tới, đương nhiên rất vui vẻ, díu dít bám lấy bọn họ, nói chuyện luôn miệng. Gần đây em có khỏe không? Lý Dục Thần áy náy nhìn cô em gái này. Gần đây anh thực sự quá bận nên ít quan tâm cô ấy. Em rất khỏe, Đinh Hương nói, anh Dục Thần, em biết anh rất bận. Anh không cần phải để ý đến em đâu, em đã lớn thế này rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Hễ rảnh rỗi là anh Mã Sơn lại tới thăm em. À phải rồi, chị Mộng Đình đâu? Lâu lắm rồi chị ấy không đi học. Sắc mặt Lý Dục Thần buồn bã. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng anh vẫn kể cho Đinh Hương biết chuyện đã xảy ra với Lâm Mộng Đình.
dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, hơn nữa cô ấy cũng được coi là một nửa người tu hành. Đinh Hương nghe xong đau lòng, buồn bã, nghẹn ngào nói, anh Dục Thần, anh nhất định phải tìm lại hồn phách cho chị Mộng Đình đấy nhé. Lý Dục Thần nói, đương nhiên rồi, nhất định anh sẽ tìm về. Đinh Hương vẫn còn buồn bã, cô ấy nắm chặt nắm đấm nói, bọn vu sư ác độc này, sau này tu vi của em đạt được thành tựu, nhất định em sẽ báo thù cho chị Mộng Đình. Lý Dục Thần chợt túm cổ tay Đinh Hương, đặt ngón tay lên mạch môn, nói, để anh kiểm tra xem công phu của em luyện tới đâu rồi nào. Sau đó, sắc mặt Lý Dục Thần chợt thay đổi, anh hỏi, gần đây em đang bận gì vậy? Không luyện công à? Đinh Hương ngạc nhiên đáp, đâu có, ngày nào ngoài học bài ra là em cũng đều luyện công, không hề nghỉ một ngày nào. Sao vậy, em luyện sai à? Lý Dục Thần cũng ngạc nhiên, anh nói, trong kinh mạch của em không hề có chút chân khí nào, thần thức cũng không cảm nhận được sóng pháp lực của em chắc chắn là mình vẫn luyện công đấy chứ. Đinh Hương rất khẳng định, em chắc chắn mà, em luyện theo phương pháp mà anh dạy đó. Lý Dục Thần cẩn thận hỏi thăm chi tiết chuyện luyện công của Đinh Hương, yêu cầu cô ấy biểu diễn trước mặt mình, tất cả đều không có vấn đề gì. Thế nhưng trong kinh mạch của Đinh Hương hoàn toàn không hề có chút chân khí nào, đan điền cũng trống không, nguyên thần không có dấu hiệu của sóng pháp lực. Chuyện này thật bất bình thường, nếu như Đinh Hương không có thiên phú thì đã đành, nhưng rõ ràng cô ấy là thể ngũ âm, hơn nữa, ở lần gặp trước, rõ ràng là cô ấy đã có một chút tu vi nhất định, tại sao giờ lại đi lùi? Lý Dục Thần không hiểu nổi, anh truyền cho một bộ công pháp và khẩu quyết khác, bảo cô ấy luyện tập theo, chờ anh đi Nam Dương về sẽ xem hiệu quả thế nào. Sau khi rời khỏi Đại học Nam Giang, Lý Dục Thần và Mã Sơn lập tức tới sân bay quốc tế Tiền Đường, lên chuyến bay tới Hương Giang. Bọn họ ngồi khoang thương gia, chỗ ngồi hết sức rộng rãi. Đây là lần đầu tiên Mã Sơn ngồi khoang thương gia, hai người đều là tay mơ, ngay cả chỉnh lưng ghế thế nào cũng không biết. Cô tiếp viên hàng không kia cũng thật là, không biết là do nhận ra bọn họ mới ngồi khoang thương gia lần đầu hay là thấy bọn họ đẹp trai mà cực kỳ nhiệt tình hỏi han, khiến bọn họ không biết phải làm sao, suýt thì tưởng là mình đang ngồi máy bay riêng. Mặc dù chuyến bay chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng trên máy bay vẫn có cơm trưa cho hành khách. Cô tiếp viên hàng không đi hỏi lần lượt từng người, tới chỗ Mã Sơn và Lý Dục Thần, cô ta còn cố ý giới thiệu kỹ càng hơn về đồ ăn trưa nay, chu đáo hỏi xem bọn họ có yêu cầu đặc biệt gì không. Mã Sơn chỉ hỏi một câu, bao nhiêu một suất? Lời này khiến nhiều người trong khoang máy bay buột miệng bật cười, kể cả cô tiếp viên hàng không kia. Đương nhiên hầu hết chỉ là những tiếng cười thiện ý, ai mà chẳng có lần đầu đúng không? Nhưng vẫn có một tiếng chào phúng chanh chua nghe cực kỳ chối tai. Mã Sơn rất bất mãn trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh. Người phụ nữ này lại càng cười tỏ ý khinh miệt hơn. Thần thức của Lý Dục Thần có chút động tĩnh, anh quay đầu nhìn lại đằng sau, trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi khác đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, người phụ nữ mỉm cười với anh. Lý Dục Thần luôn cảm thấy ánh mắt này rất quen, đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chấm. Nhà họ Cha ở thành phố Hải. Cha Võ Anh ngồi trước bàn đọc sách, cầm cây bút lông trong tay, trên bàn trải giấy tuyên, nghiên mực đã được mài sẵn mực, nhưng ông ta lại không viết một chữ nào, cứ thế cầm bút, trong lòng chất đầy tâm sự. Cha Minh Huy bước tới gọi, bố gọi con à. Cha Võ Anh vẫn ngồi bất động như tượng, chỉ lạnh nhạt hỏi, con có biết chuyện Lý Dục Thần tới Hương Giang không? Biết ạ, Cha Minh Huy nói. Anh ta mới vừa lên máy bay, người của con đã tận mắt thấy anh ta lên máy bay rồi. Vậy con có biết anh ta tới Hương Giang làm gì không? Chuyện này, Cha Minh Huy đột nhiên nghẹn lời, nhà họ Lý mới vừa khởi sắc trở lại, chắc là anh ta đi bàn chuyện làm ăn. Hừ, Cha Võ Anh hừ lạnh một tiếng, bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn thì sao không dẫn theo Lang Dụ Văn mà lại là Mã Sơn? Đến bao giờ con mới có thể thông minh ra đây? Cha Minh Huy thấy bố nổi giận thì cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào. Cha Võ Anh nói, con biết đấy, căn cơ của nhà họ Cha chúng ta đều ở Nam Dương cả. Ý bố là tên họ Lý đó tới Hương Giang là để nhằm vào chúng ta, Cha Minh Huy kinh ngạc hỏi. Nói con không có đầu óc thì con đúng là không có đầu óc thật, Cha Võ Anh tức giận,
nếu Lý Dục Thần muốn nhằm vào nhà họ cha chúng ta thì liệu con có còn có thể đứng đây nói chuyện được không? Vậy ý bố là sao? Bố lo là lần này bão lớn sẽ đổ bộ vào Nam Dương, gây ảnh hưởng lớn tới sản nghiệp của chúng ta. Cha Minh Huy lấy điện thoại di động ra, mở Baidu lên tìm kiếm một lúc, đáp, bố à, sắp tới làm gì có bão. Cha Võ Anh nhìn cha Minh Huy, dường như không còn sức để nổi giận nữa, chỉ thở dài sốt ruột, nói, xem ra thế hệ trước chuyển sản nghiệp tới Nam Dương là đúng, thành phố Hải đã không còn linh khí nữa rồi, đời sau ngu hơn đời trước. Lúc này, điện thoại vang lên. Cha Võ Anh nhìn dãy số gọi tới rồi nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng của cha LG, anh cả, em đã hỏi rõ rồi, người ra sân bay Hương Giang đón Lý Dục Thần là Nguyễn Hướng Đông, người phụ trách Hồng Môn Hương Giang. Quả nhiên là nhà họ Cao. Anh cả, có cần em sắp xếp người ở Nam Dương xử lý cậu ta không? Cha Võ Anh sửng sốt. Ý nghĩ này đã từng vô số lần lướt qua trong đầu ông ta nhưng ông ta chưa từng nói ra. Cha LG là em trai ruột của ông ta, cũng là người phụ trách nhà họ cha ở nước ngoài. Trên danh nghĩa, cha Võ Anh là gia chủ, nhưng phần lớn tài sản của nhà họ cha đều ở Nam Dương, cho nên cha LG mới thực sự là người kiểm soát nhà họ cha. Nếu như bọn họ không phải là anh em ruột thì e là cha LG đã chẳng buồn hỏi ý một vị gia chủ như ông ta rồi. Thế nhưng linh cảm mách bảo cha Võ Anh rằng, ý định này của cha LG rất nguy hiểm. LG, em nghe lời anh, cố gắng đừng phát sinh xung đột với Lý Dục Thần, phải cố gắng hết sức. Ha ha, anh cả à, em cảm thấy anh quá đề cao cậu ta. Ở thành phố Hòa, anh không có đủ vũ lực để đối kháng với cậu ta nên phải nằm gai nếm mật, âu cũng là hợp lý. Nhưng ở Nam Dương thì sao anh phải sợ cậu ta chứ? Không, LG, em chưa từng gặp cậu ta, em không biết thực lực của cậu ta. Em chưa từng gặp cậu ta nhưng Na Lệ đã gặp rồi. Lời Na Lệ nói chắc anh cả tin chứ? Na Lệ nói thế nào? Na Lệ nói cậu ta là rồng nhưng chỉ cần tới Nam Dương thì cậu ta sẽ không thể gây nên sóng gió gì được. LG, em nghe lời anh đi, đừng động tới Lý Dục Thần. Nhà họ cha và nhà họ Lý không có ân oán truyền đời. Mặc dù lần trước chúng ta bị tổn thất vài tỷ, nhưng sau khi góp cổ phần vào tập đoàn Kinh Lý thì cũng đã thu lại được rồi. Căn cơ của chúng ta ở Nam Dương đang dần vững chắc hơn, lần này chẳng dễ gì mới nhờ thần nữ Fatima mà mở rộng được tầm ảnh hưởng. Đây là cơ hội tốt để em gia nhập chính trường. Lúc này không nên gây thêm rắc rối, em nói với Na Lệ, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, e là không kịp nữa rồi, Na Lệ đã theo bọn họ lên máy bay rồi. Cha Võ Anh để điện thoại xuống, sắc mặt nặng nề. Ông ta nhìn đồng hồ treo tường, máy bay đã cất cánh, còn 2 tiếng nữa là sẽ đáp xuống sân bay Hương Giang. Trong 2 tiếng này, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cũng có lẽ vận mệnh nhà họ cha sẽ hoàn toàn thay đổi. Bố đang lo lắng điều gì vậy? Bố lo là nhà họ cha đi sai nước cờ này thì sẽ không còn đường quay lại. Bố coi trọng Lý Dục Thần quá rồi đó, anh ta rất lợi hại nhưng Na Lệ là đệ tử do thần nữ Đại Mã Fatima đích thân dạy dỗ, chú ba nói hàng thuật của cô rất xuất thần nhập hóa. Cha Võ Anh không nói gì, chỉ nhìn kim đồng hồ trôi tích tắc. Bố, Châu Khiếu Uyên của Kim Lăng ở trấn Châu Môn đã kêu gọi rộng rãi đồng đạo võ lâm thảo phạt Lý Dục Thần, 8 nhà giàu nhất Giang Đông đều hưởng ứng. Ngoài ra, còn nghe nói trên bảng ám sát Giang Hồ, giá trị của Lý Dục Thần đã leo lên đầu bảng, có người trả 10 tỷ để lấy mạng anh ta. Có mấy tổ chức sát thủ quốc tế đã để mắt tới anh ta rồi. Chắc chắn hiện tại Lý Dục Thần đã tiêu đời. 10 tỷ à, cha Võ Anh nghe thấy con số này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn cha Minh Huy, con xếp hạng bao nhiêu trên bảng sát thủ? Con ư, con không lên bảng, đâu có ai muốn giết con đâu, cha Minh Huy nói. Không phải không có ai muốn giết con mà là không ai trả tiền để giết con. Chứng tỏ là mạng của con không đáng tiền. Một người không lên nổi bảng như con mà lại chế giễu người đáng giá 10 tỷ, nói người ta chết chắc. Cha Võ Anh thở dài đứng dậy. Ông ta quyết định phải làm gì đó. Với tư cách là gia chủ của nhà họ cha ở thành phố Hải, ông ta không thể trơ mắt nhìn nhà họ cha rơi vào nguy hiểm, dù cho xác suất xảy ra khủng hoảng chỉ là 1%. Bởi vì một khi nó xảy ra, cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ cha sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt.
Ông ta cầm cây gậy chống đặt dựa vào ghế lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, bảo quản gia đi chuẩn bị xe. Bố muốn đi đâu vậy? Tới nhà họ Lâm ở Sơn Trang Bắc Khê. Bố không khỏe mà, có chuyện gì thì để con đi một chuyến là được. Con ư, cha Võ Anh lắc đầu, bố tới đó trò chuyện, chơi cờ với Lâm Thu Thanh, con có biết chơi cờ không? Chơi cờ. Cha Minh Huy không hiểu tại sao bố mình lại nổi hứng chơi cờ, hơn nữa, ai mà chẳng biết chơi cờ chứ? Cha Võ Anh đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói, sắp tới, nhớ phải cắt đứt mọi qua lại với Nam Dương, con cũng đừng liên lạc với chú ba. Cha Minh Huy sững sờ, hỏi, bố làm gì vậy? Nam Dương là căn cơ của chúng ta mà. Nói vớ vẩn, gốc rễ của nhà họ cha là ở thành phố Hải. Cha Võ Anh gõ mạnh cây gậy trống xuống đất, lộc cộc đi ra ngoài. Bố, thế nếu chú ba gọi điện hỏi thăm thì con phải nói gì? Yên tâm đi, chú ba sẽ không gọi đâu. Nếu như chú ấy không hiểu bố đang làm gì thì không xứng là gia chủ của nhà họ cha ở nước ngoài. Chấm. Máy bay bay ổn định trên tầng mây. Lý Dục Thần ngồi trên ghế nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ, có ảo giác kỳ lạ rằng thế này có tính là ngự khí phi hành không? Tiên nhân ngự khí để phi hành, pháp khí rất đa dạng, có thể nói là bát tiên quá hải, mỗi người một vẻ. Tới một mức độ nào đó, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có thể coi là dùng trí tuệ tập thể của nhân loại để chống lại thiên đạo, đi ngược lại ý trời. Tu hành cần phải có tư chất, căn cốt và ngộ tính, những tiêu chí này đã loại trừ phần lớn mọi người. Nhưng khoa học kỹ thuật của loài người phát triển lại dường như mang tới hy vọng cho vô số người bình thường. Thế nhưng rốt cuộc con đường này có thể đi tới đích được không thì không ai biết. Đã gọi là làm trái ý trời thì thiên đạo há có thể dung thứ. Người tu hành phải trải qua lôi kiếp cửu thiên, còn khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định, liệu con người có bị thiên đạo giáng đòn chí mạng không? Mã Sơn hỏi xin tiếp viên hàng không lấy cho mình một cốc nước hoa quả ép, Lý Dục Thần không gọi nhưng tiếp viên hàng không vẫn lấy cho anh một cốc. Lý Dục Thần nhìn cốc nước đặt trên mặt bàn, không đụng vào. Tiếp viên hàng không lại gần hỏi anh, không hợp khẩu vị hay sao ạ? Anh có cần tôi đổi cốc khác không? Lý Dục Thần lắc đầu. Tiếp viên hàng không định mang cốc nước trái cây đi, lúc cầm lấy cốc, không hiểu sao cơ thể lại lảo đảo, đổ nguyên cốc nước lên người Lý Dục Thần. Ôi chao, xin lỗi, rất xin lỗi. Tiếp viên hàng không cuống quýt lấy khăn giấy ra lau giúp cho Lý Dục Thần. Hành khách đổ dồn lại nhìn, nhưng chỗ ngồi ở khoang thương gia rộng, lại có vách ngăn nên không mấy người quan sát được tình huống. Tiếp viên hàng không có vẻ hơi luống cuống. Lý Dục Thần thấy tay cô ta rất trắng, ngón tay rất thon dài, da rẻ mềm mịn. Anh khẽ vươn tay, cầm tay của tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không khẽ kêu ối một tiếng như thể giật mình, bối rối. Thoạt tiên, Mã Sơn sững sờ, nhưng ngay sau đó lập tức nhìn thấy trong khăn giấy cô ta đang cầm có thứ khác lóe lên ánh sáng bạc. Mã Sơn lập tức hiểu ngay người này là thích khách. Anh ta bực mình định nổi giận nhưng Lý Dục Thần lại đánh mắt ra hiệu cho anh ta. Bấy giờ Mã Sơn mới nhớ tới chuyện đây là trên máy bay, không tiện hành sự, cũng không thể đánh đập, cha hỏi à tiếp viên hàng không này ngay trước mặt các hành khách khác cùng trên chuyến bay này được. Tiếp viên hàng không vẫn giả bộ bối rối, ấm ức như thể mình bị quấy rối mà không dám kêu cứu. Hành khách nữ ngồi bên cạnh Mã Sơn nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, cười khẩy nói, chậc, đúng là vô liêm sỉ. Thấy Lý Dục Thần vẫn không định buông tay ra, cuối cùng tinh thần trượng nghĩa cũng bừng lên trong lòng người phụ nữ này, cô ta đứng dậy chỉ tay vào anh, nói, này, anh còn không buông tay ra, có tin xuống máy bay, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, cho anh ngồi tù cả đời không? Quả nhiên Lý Dục Thần lập tức buông tay ra. Người phụ nữ mang theo tâm thế của người chiến thắng, hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, nói với ả tiếp viên hàng không, cô à, đừng để tâm tới loại người thấp kém này. Nếu anh ta còn quấy rối cô, tôi sẽ chụp lại, đăng lên mạng cho anh ta mất mặt với xã hội. Ả tiếp viên hàng không khom người cảm ơn rồi quay trở về chỗ. Trước khi đi, cô ta còn nhìn Lý Dục Thần một cái, kín đáo cong khóe môi, nở nụ cười lộ vẻ trào phúng, ánh mắt như thể đang nói với anh rằng, cô ta sẽ quay lại. Lý Dục Thần phủi nhẹ quần áo, nước trái cây bị đổ vào người tụ lại như những giọt sương trên lá sen,
sau đó rơi xuống đất, màu tựa như máu đen. Quần áo của anh lại sạch sẽ như lúc đầu, không hề có vết ướt nào. Lý Dục Thần quay đầu, trông thấy người phụ nữ trẻ tuổi ngồi chết đằng sau đang nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày nửa cười nửa không. Mã Sơn thấy ả tiếp viên hàng không đã rời đi, thắc mắc hỏi nhỏ, tại sao lại thả cho cô ta đi? Không thả thì định làm gì? Đương nhiên là phải nắm chặt không buông, giữ cô ta lại cho tới khi xuống máy bay, ám khí trong tay cô ta chính là chứng cứ. Anh muốn em cầm tay cô ta hơn một tiếng đồng hồ không buông à? Lý Dục Thần cười hỏi. Mã Sơn nghĩ lại cũng thấy không ổn, nếu như chuyện này bị người ta quay được đăng lên mạng thì thực sự rất khó giải thích. Thời nay, nhìn thấy phụ nữ mà liếc nhìn một cái thôi cũng có thể bị nói là nhìn trộm, cầm điện thoại thì bị nói là chụp lén, đi giày có lỗ thông hơi thì bị nói là giấu camera lỗ kim, nói gì tới chuyện cầm tay người ta không chịu buông chứ. Chỉ vài phút thôi là bạn sẽ bị ê chề với xã hội ngay. Mã Sơn liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, nghĩ tới những chuyện đó, cả người bất giác nổi da gà. Thân phận hiện tại của Lý Dục Thần không phải người bình thường, ở trên máy bay thực sự không tiện hành sự, trừ phi không màng tới tính mạng của mọi người trên máy bay. Vậy cứ thả cô ta đi như vậy à, Mã Sơn vẫn không phục. Lý Dục Thần cười nói. Đây không phải là chuyện em có thả cô ta đi hay không mà là cô ta sẽ không buông tha em. Nói rồi, họ nhìn thấy tiếp viên hàng không đi ra, trong tay cầm một chiếc túi lớn, không biết chứa gì bên trong. Cô ta băng qua lối đi nhỏ, không hề dừng lại khi đi qua chỗ Lý Dục Thần, tiến thẳng tới chỗ cửa thoát hiểm, bất ngờ mở tung cửa, đeo túi lên hai vai, quay đầu lại cười với Lý Dục Thần, nụ cười lộ ý đùa cợt khó tả, ánh mắt như muốn khiêu chiến. Sau đó cô ta thả người nhảy xuống. Gió thổi vù vù vào trong máy bay, nhiệt độ và áp suất bên trong khoang hạ xuống đột ngột. Hành khách chỉ còn biết nắm chặt tay vịn, không thở được nên thậm chí không thể la hét. Hai hành khách ngồi gần cửa khoang nhanh chóng không chống lại nổi sức gió, tuột tay bị hút ra ngoài. Lý Dục Thần lắc mình đi tới chỗ cửa khoang, túm hai hành khách lại, kéo họ về, ấn xuống chỗ ngồi. Cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh anh, với tay đóng cửa khoang lại. Khoảnh khắc cửa khoang đóng lại, Lý Dục Thần trông thấy ở khoảng không bên dưới, phía sau máy bay có một chiếc dù bung ra. Sát thủ tẩu thoát bằng cách này là chuyện mà anh không hề ngờ tới. 10 tỷ, muốn dùng một cốc nước trái cây và một cây kim độc để lấy được khoản tiền thưởng của người đứng đầu bảng ám sát thì đúng là quá mơ mộng hão huyền. Lý Dục Thần quay đầu lại. Người nói chính là người phụ nữ trẻ quen mặt kia, người đóng cửa khoang lại cũng chính là cô ta. Cô cũng tới vì 10 tỷ à, anh tò mò hỏi. Nếu như tôi muốn 10 tỷ đó thì anh đã chết rồi, người phụ nữ nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh, toát lên sự tự tin từ trong xương cốt. Lý Dục Thần cười, vậy cô là vì điều gì? Xem kịch. Xem kịch. 10 tỷ chắc chắn sẽ thu hút không ít sát thủ hàng đầu tới. À vừa rồi quá cùi. Tôi thấy cũng được mà, ít nhất thì cô ta đã chạy trốn thành công. Đó là vì anh còn cùi hơn cả cô ta. Chờ đó mà xem, sát thủ hàng đầu thực sự mà đã giết người thì sẽ dùng cách mà anh không thể ngờ tới nổi đâu. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, Ân Oanh hẳn là sát thủ hàng đầu, thuật dịch dung của cô ấy ngay cả anh cũng không phát hiện ra được. Đoàn Phù Dung còn lợi hại hơn, ẩn giấu sát cơ. Tới lúc ra tay đâm kiếm ngư chàng ra cũng vẫn còn chưa lộ toàn bộ sát ý. Còn về phần phương pháp giết người mà anh không ngờ tới thì anh thực sự không nghĩ ra được. Nói vậy nghĩa là cô là sát thủ hàng đầu à? Người phụ nữ khinh thường, đáp, dù có là sát thủ hàng đầu thì cũng chỉ là một sát thủ thôi, không làm được gì anh đâu. Ồ, vậy phải thế nào mới có thể làm gì được tôi? Lý Dục Thần hiếu kỳ hỏi. Người phụ nữ nhìn anh một cái, tôi biết anh rất lợi hại, võ đạo đỉnh cao, lấy mạng Itazura Kazuyoshi chỉ bằng một đường kiếm, dõi mắt nhìn khắp võ lâm hoa hạ, ở độ tuổi của anh, có thành tựu như anh, suốt mấy trăm năm không có nổi một người. Tiếc là, võ đạo chỉ là võ đạo, dù là tông sư hay võ hồn, ở trước mặt thuật pháp huyền môn thì chẳng hề đáng nhắc tới. Tôi nhớ ra rồi, Lý Dục Thần nhìn cô ta, tôi đã trông thấy cô ở đại hội võ lâm. Trí nhớ của anh tốt đấy, người phụ nữ nói. Lúc này, các hành khách trên máy bay đã hoàn hồn từ khoảnh khắc kinh hồn ban nãy và bình tĩnh lại,
bọn họ nhao nhao lên tiếng chỉ trích phi hành đoàn tại sao lại xảy ra chuyện như thế. Có vài hành khách vô cùng phẫn nộ, nói năng rất kịch liệt, từng tiếp viên hàng không đứng ra xin lỗi nhưng vẫn không thể dẹp yên lửa giận của bọn họ. Ngoại trừ Mã Sơn, không ai quan tâm đến cuộc đối thoại của Lý Dục Thần và người phụ nữ. Để tôi đoán cô là ai, Lý Dục Thần nói, có phải cô họ Cha không? Người phụ nữ nhìn anh, có vẻ khá bất ngờ, sao anh biết? Cô đi theo tôi từ thành phố Hòa, cô nói mình không phải sát thủ, không phải sát thủ mà lại đi theo tôi mấy ngày liền, còn ngồi cùng một chuyến bay với tôi đến Hương Giang, tôi nghĩ đi nghĩ lại, không phải là cô thích tôi đấy chứ? Ông cụ Cha từng nói với tôi là đại tiểu thư nhà họ Cha đang du học ở Nam Dương, vị tiểu thư này tinh thông thuật huyền hàng, chắc là cô nhỉ? Lý Dục Thần mỉm cười nhìn Cha Na Lệ, thế nào, tôi đoán có chuẩn không? Cha Na Lệ vốn còn kinh ngạc, nhưng nghe được câu nói cuối cùng của Lý Dục Thần thì lại tỏ ra kinh thường, cô ta nói, thì ra anh đã biết trước là tôi rồi, với năng lực của gia chủ nhà họ Lý hiện nay, chắc chắn anh đã điều tra tôi từ trước. Lý Dục Thần không tỏ ý kiến gì về đánh giá của cô ta, anh nói, trùng hợp là tôi đang muốn đi gặp Fatima, làm phiền cô Cha giới thiệu cho tôi. Cha Na Lệ cau mày, ở Nam Dương, mọi người đều gọi sư phụ là thần nữ hoặc nữ thần, thần nữ Đại Mã, nữ thần Tùng Lâm, không một ai dám gọi thẳng tên của sư phụ cả. Muốn gặp sư phụ tôi à, cô ta nói với giọng khinh khỉnh, chờ anh còn sống đến Nam Dương rồi tính sau. 10 tỷ không phải là một con số nhỏ, khoản tiền thưởng cách xù ấy sẽ hấp dẫn vô số sát thủ. Vừa rồi chỉ là đám tôm tép thôi, sát thủ hàng đầu thật sự. Lý Dục Thần tiếp lời, sát thủ hàng đầu thật sự có cách giết người mà người bình thường không ngờ tới, đúng không? Đột nhiên, máy bay rung lắc dữ dội. Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên từ loa thông báo, xin hành khách đừng hoảng sợ, đây chỉ là hiện tượng gây ra do sự nhiễu loạn khí quyển. Là hiện tượng bình thường, xin hãy tin tưởng phi hành đoàn chúng tôi. Nhưng máy bay vẫn không ngừng rung lắc, trái lại còn rung kịch liệt hơn nữa thân máy bay còn hơi nghiêng sang một bên. Một tiếp viên hàng không hoảng hốt chạy đi tìm tiếp viên trưởng đang trấn an hành khách ở lối đi, không ổn rồi, cửa buồng lái bị khóa, gọi cơ trưởng và đập vừa đều không có phản ứng gì cả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp viên trưởng lập tức chạy về phía buồng lái máy bay. Các hành khách bắt đầu hoảng loạn, bọn họ la hét lộn xộn, mấy tiếp viên hàng không còn lại liên tục trấn an hành khách trên máy bay, nhắc nhở mọi người thắt chặt đai an toàn, tin tưởng nhân viên phi hành đoàn. Lý Dục Thần cau mày, trong đầu anh hiện lên ánh mắt và nụ cười của tên sát thủ nọ lúc nhảy máy bay. Cha Na Lệ nói sát thủ hàng đầu có cách giết người khiến người bình thường không thể nào ngờ tới. Đó chính là sát thủ hàng đầu. Cốc nước hoa quả và châm độc chỉ là bước thử, thủ đoạn giết người thật sự của cô ta, hoặc công cụ giết người thật sự, chính là chiếc máy bay này. Nghĩ đến đây, Lý Dục Thần lập tức xông lên. Cùng lúc xông lên với anh còn có Mã Sơn và Cha Na Lệ. Tiếp viên trưởng đang đứng ở cửa buồng lái máy bay và cố gắng mở cửa, nhưng buồng lái bị khóa lại từ bên trong, thiết bị điện tử đã bị hủy hoại. Liên lạc với nhân viên trong buồng lái thông qua bộ đàm thì lại không có bất kỳ sự đáp lại nào. Máy bay rung lắc càng ngày càng dữ dội hơn, thân máy bay cũng càng ngày càng nghiêng, đầu máy bay bắt đầu chúi xuống mặt đất. Tiếp viên trưởng đã thử mọi cách, cuối cùng chỉ có thể bất lực đập cửa khoang. Lý Dục Thần đi tới, kéo tiếp viên trưởng ra và đặt tay lên cửa buồng lái. Tiếp viên trưởng theo bản năng định ngăn cản nhưng bị Cha Na Lệ kéo lại. Cửa máy bay là cửa chống đạn, chống cháy nổ, nhưng Lý Dục Thần chỉ đẩy nhẹ một cái là cửa buồng lái đã bị đẩy ra dễ dàng. Tiếp viên trưởng và các tiếp viên hàng không nhìn anh với ánh mắt khó tin, trong mắt tràn đầy vui mừng xen lẫn sùng bái. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại hoảng sợ bởi vì tình cảnh trước mắt. Trong buồng lái, ba nhân viên của phi hành đoàn bao gồm cơ trưởng ngã vào trong vũng máu. Máy bay đang rơi xuống, độ nghiêng càng lúc càng lớn hơn. Rung lắc cũng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ Lý Dục Thần, Mã Sơn và Cha Na Lệ, những người khác đã không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể thuận tay bắt lấy thứ gì đó để chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình. Ai biết lái máy bay, Lý Dục Thần hỏi các nhân viên trên máy bay. Chục nghìn mét trên không không là gì với Lý Dục Thần, anh có thể bảo vệ Mã Sơn rời đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng máy bay xảy ra chuyện bởi vì anh,
anh không thể khoanh tay bỏ mặc chiếc máy bay này được. Nếu không ai biết lái máy bay, vậy thì anh cũng chỉ có thể thử cứu người, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Tôi biết lái, Cha Na Lệ nói, tôi có bằng lái máy bay, nhưng mà là máy bay cỡ nhỏ, tôi chưa từng lái máy bay chở khách cỡ lớn bao giờ, chỉ có thể thử xem sao. Cô ta và Lý Dục Thần nhìn nhau rồi gật đầu, giờ phút này trong mắt hai bên chỉ có tin tưởng. Cha Na Lệ đi đến bàn điều khiển, nhìn đồng hồ hiển thị thông số rồi nhanh chóng nhớ lại kiến thức lái máy bay, sau đó ấn vài cái nút, đột nhiên bàn tay chợt khựng lại. Sao vậy? Cô ta phá hủy thiết bị, cần điều khiển bị bẻ gãy rồi, Cha Na Lệ nói. Lý Dục Thần hoàn toàn mù tịt về việc lái máy bay, anh hỏi, không có cần điều khiển thì sẽ thế nào? Cha Na Lệ nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc, không có cần điều khiển thì không thể điều khiển máy bay lên xuống, bây giờ máy bay đang hướng xuống mặt đất, nếu không thể điều khiển máy bay bay lên thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rơi xuống đất. Vậy có cách gì không? Còn có cách nào nữa? Bật chế độ lái tự động, cưỡng chế hạ cánh ở khu vực lân cận, Cha Na Lệ vừa thao tác bàn điều khiển, vừa nói, tiếp viên trưởng, cô gọi cho trung tâm chỉ huy dưới mặt đất, yêu cầu cho phép hạ cánh ở sân bay thích hợp gần nhất. Tiếp viên trưởng đồng ý, rồi bò lên vị trí liên lạc một cách chật vật, cô ta đeo ống nghe lên, bắt đầu thử kêu gọi trung tâm chỉ huy. Cha Na Lệ không ngừng thử bật các công tác trên bàn điều khiển, càng ngày cô ta càng cao co hơn. Thế nào rồi? Lý Dục Thần hỏi. Hệ thống máy tính gặp trục trặc, không thể khởi động chế độ lái tự động. Cho nên bọn tôi phải chết chung với anh đấy, Cha Na Lệ tức giận. Không có cách khác à? Không có. Nhưng hình như cô không hề sợ hãi chút nào, Lý Dục Thần nói. Tại sao tôi phải sợ? Hình như Cha Na Lệ từ bỏ rồi, cô ta không tiếp tục thử khởi động chế độ lái tự động nữa. Tôi chỉ không muốn mọi người trên máy bay chôn cùng anh mà thôi. Nếu muốn thì tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào mình thích. Lý Dục Thần gật đầu, tâm địa thiện lương, rất tốt, xem ra không phải ai trong huyền hàng môn cũng giống như cái tên Tào Cha Lý. Sắc mặt Cha Na Lệ hơi thay đổi, cô ta hừ lạnh một tiếng, không đáp lại lời đánh giá của anh. Đúng lúc này, tiếp viên trưởng đặt ống nghe xuống, nói với giọng run rẩy, gọi không được. Hình như hệ thống liên lạc cũng gặp trục trặc rồi. Tức khắc, buồng lái rơi vào sự im lặng tuyệt vọng, sắc mặt của mọi người trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cha Na Lệ nhìn Lý Dục Thần rồi lắc đầu thở dài, nói, anh đúng là đồ sao chổi, vừa mới ra ngoài đã gặp phải loại sát thủ này. Chẳng phải vừa nãy cô còn bảo cô ta không phải là sát thủ hàng đầu à? Không phải sát thủ hàng đầu, nhưng mà là kẻ điên. Thôi. Tôi không chơi với anh nữa, anh tự bảo trọng đi. Cha Na Lệ nói xong thì xoay người rời đi. Thân máy bay rung lắc ngày một dữ dội hơn. Đã có hành khách xông vào buồng lái, tiếp viên hàng không và nhân viên an ninh không bên ngoài sắp không ngăn cản được. Khoan đã, Lý Dục Thần hô lên. Cha Na Lệ dừng bước, xoay lại nhìn anh, sao? Có gì ngôn thì nói nhanh lên, tôi vui thì có thể chuyển lời giúp anh. Lý Dục Thần nói, anh Mã Sơn, anh đi giúp tiếp viên hàng không giữ trật tự đi, đừng cho người khác tiến vào. Mã Sơn đáp lời rồi đi ra buồng lái, đứng ở cửa buồng lái máy bay như một tòa tháp bằng sắt thép, anh ta hét to một tiếng, âm thanh như sấm sét, làm hành khách đứng ngây tại chỗ. Lý Dục Thần hỏi Cha Na Lệ một cách nghiêm túc, hệ thống máy tính gặp trục trặc, không thể cài đặt chế độ lái tự động, như vậy thì vẫn có thể thao tác bằng tay, đúng không? Càng lúc Cha Na Lệ càng cảm thấy người này là một tên đần, cô ta nói với giọng điệu lạnh lùng, đúng vậy, máy móc trên máy bay vẫn vận hành bình thường, nhưng anh đừng quên là cần điều khiển hỏng rồi. Không có cần điều khiển chỉ là không thể điều khiển đầu máy bay bay lên hoặc hạ thấp xuống thôi, còn những cái khác vẫn có thể thao tác bình thường, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì chúng ta hợp tác đi, cô điều khiển những bộ phận khác của máy bay, tôi khống chế đầu máy bay. Cô bảo tôi nhấc đầu máy bay lên thì tôi nhấc, bảo tôi cho nó cúi xuống thì tôi cho cúi, cô bảo dừng thì tôi dừng, thấy có được không? Cha Na Lệ sửng sốt, cô ta nhìn anh với vẻ khó tin, nói, anh nói cái gì cơ? Tôi nói là hai chúng ta hợp tác, làm cho máy bay ổn định lại, Lý Dục Thần nói, cô không muốn tất cả mọi người trên chiếc máy bay này chết, đúng không? Máy bay bỗng rung lên, Cha Na Lệ hơi lảo đảo.
cô ta từ trạng thái kinh ngạc hoàn hồn, tuy trên mặt toàn là vẻ nghi ngờ nhưng cô ta vẫn đi đến bàn điều khiển, ngồi vào vị trí cơ trưởng. Cô ta ấn vài cái nút trên bàn điều khiển, sau đó nói, làm đầu máy bay nâng lên. Lý Dục Thần nhắm mắt, tập trung tinh thần, anh thả thần thức ra, cảm nhận con quái vật khổng lồ này đang chuyển động nhanh chóng trong tầng bình lưu. Đầu máy bay từ từ nâng lên. Cha Na Lệ ngạc nhiên nhìn Lý Dục Thần, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng ấn vài nút trên bàn điều khiển, khống chế tay lái, tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển máy bay. Nâng đầu lên, chậm thôi, hạ xuống, dừng. Cha Na Lệ liên tục ra chỉ thị. Cuối cùng máy bay cũng ổn định lại, không còn rung lắc nữa. Tất cả mọi người trong buồng lái đều tỏ ra hết sức vui mừng, cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết giảm bớt. Hành khách bên ngoài buồng lái cũng yên tĩnh lại. Nhưng cha Na Lệ không có vẻ gì là nhẹ nhõm, sau khi giữ máy bay ổn định, cô ta xoay sang nói với Lý Dục Thần. Bây giờ còn có một vấn đề lớn. Lúc này, ánh mắt của cha Na Lệ không còn có vẻ khinh miệt và xem thường nữa, giọng cô ta cũng trở nên dịu dàng hơn. Cái gì? Tôi không phải phi công chuyên nghiệp, không thể duy trì đường bay cho đến Hương Giang được, mà cho dù bay được đến Hương Giang, nếu không liên lạc được với đài quan sát dưới mặt đất thì chúng ta cũng không có cách nào hạ cánh xuống mặt đất. Lý Dục Thần nhíu mày, nói, vậy thì hạ thấp độ cao, tìm một nơi trống trải rồi đáp xuống. Hả, cha Na Lệ ngạc nhiên, tìm một nơi trống trải. Đây là máy bay đấy, không có đường bay thì sao mà hạ cánh được. Phải có sân bay mới được. Chúi đầu rơi xuống, Lý Dục Thần nói. Nếu là ban nãy thì nhất định cha Na Lệ sẽ cảm thấy Lý Dục Thần là một kẻ ngu ngốc hoặc là một tên điên, nhưng bây giờ cô ta không hề xem thường anh nữa, chỉ có điều cô ta vẫn giữ thái độ nghi ngờ về việc cho máy bay chúi mũi rơi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.